Mẹ nói đúng rồi, anh ta thật sự đến rồi kìa. Được lắm, tên nhà quê này, chúng ta đi dạy cho cậu ta một bài học. Sở Phong, anh còn dám tới đây à? Da mặt anh dày thật đấy. Hôm qua ở trước đám đông, tôi đã từ hôn anh rồi, vẫn còn đuổi theo đến Lăng Môn Yến làm phiền nữa. Tôi nói lại với anh một lần nữa nhé, Đường Thu Nguyệt tôi là kiều nữ thế hệ trẻ của Thiên Châu đó, người có thể xứng với tôi chỉ có người trẻ tuổi tài giỏi như Tần thiếu gia thôi. Anh đừng có mà cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đi. Tôi nói cho cậu biết, Thu Nguyệt đã đính hôn với Tần thiếu gia rồi. Con cóc nhà cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên trong cống đi, đừng làm phiền Thu Nguyệt nhà tôi nữa. Cậu không xứng đâu. Sao hai mẹ con các người tự mình đa tình vậy? Thiếu gia tôi đây không đến tìm cô đâu, Đường Thu Nguyệt à? Một người phụ nữ ham hư vinh như cô vốn đã không xứng với bổn thiếu gia rồi, bớt ra vẻ đi. Anh chui ra từ cái cống đó không phải là vì muốn đến Đường gia tôi ăn trực uống trực, không phải trả tiền sao? Anh mà chịu từ bỏ, còn lâu tôi mới tin. Cô bớt cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó đi. Tôi nói cho cô biết, Đường gia các người không tài không đức, không giữ lời hứa. Bên ngoài mạ vàng, bên trong tôi tàn đổ nát, cả nhà từ trên xuống dưới, không ai tử tế. Anh, này thằng nhãi kia, cậu cố ý ở tiệc Long Môn làm phiền con gái tôi, sỉ nhục Đường gia tôi trước đám đông. Cậu tưởng rằng Đường gia sẽ vẫn bỏ qua cho cậu à? Tôi nói cho cậu biết, Tần thiếu gia sắp tới rồi đó. Tôi khuyên cậu nên biết điều, mau cút ra ngoài cho tôi. Đừng đợi đến lúc Tần thiếu gia tới, cậu mới biết cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan. Một người chỉ biết ăn chơi, không biết có thể đem lại sự tự tin cho mấy người lớn đến đâu mà nói chuyện với tôi như vậy. Cũng mạnh miệng đó. Hôm nay để tôi xem, Tần Minh Quân, thiếu gia Tần gia, rốt cuộc là ai dám không để Tần Minh Quân ở trong mắt? Chính là tên nhà quê vô liêm sỉ này. Hôm qua còn cầm một tờ hôn thư rách đến nhà tôi hỏi hôn nữa. Cái gì? Hôm qua cậu ta đến Đường gia hỏi hôn rồi sao? Sao em không cho anh biết? Tần thiếu gia, không phải do người ta sợ làm anh mất nhã hứng sao? Với lại ông nội em đã từ chối anh ta trước đám đông rồi, là do tên nhà quê này không biết xấu hổ tới đây quấy rầy người ta đó chứ. Hóa ra là một tên ở trên núi muốn ở rể sao? Lẽ nào chưa ai nói với cậu yến tiệc Long Môn là nơi sang trọng, quy tụ những người trong giới thượng lưu à? Không phải nơi mà người ở đáy xã hội như cậu nên tới đâu. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi đây muốn đi đâu thì đi đó, liên quan quái gì tới anh? Quả nhiên là một tên vô học. Cậu không đi nghe ngóng xem Tần gia tôi ở Thiên Châu có địa vị quyền thế như thế nào? Tần Minh Quân tôi với Thu Nguyệt có quan hệ như nào à? Cậu dám đắc tội với Đường gia thì chính là đắc tội với Tần Minh Quân tôi rồi đó. Hóa ra anh chính là nhân tình của Đường Thu Nguyệt. Tất nhiên rồi. Sao? Sợ rồi à? Nếu cậu sợ thì bây giờ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Thu Nguyệt, sau đó cút khỏi Thiên Châu. Bảo tôi quỳ xuống, anh cũng xứng sao? Tôi thấy cậu đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà. Tần thiếu gia, chúng ta đừng nên tức giận với người như này. Tức giận với người như anh ta chỉ hạ thấp thân phận của chúng ta thôi. Chắc chắn là anh ta không có thư mời dự yến tiệc Long Môn, chắc chắn là lẻn vào đây để ăn trực uống trực đó. Lát nữa sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài thôi. Tôi có thể đến đây dự yến tiệc Long Môn là tăng thêm vinh dự cho buổi yến tiệc rồi đó. Cần gì thư mời chứ? Cậu đúng là tên nhà quê không có hiểu biết mà. Cậu bốc phét mà chưa soạn bản nháp đấy à? Bất cứ ai tham gia yến tiệc Long Môn ở Thiên Châu của chúng tôi phải được sự đồng ý của tiêu thủ lĩnh, và phải có thư mời của tiêu thủ lĩnh mới có thể vào. Không có sự cho phép của tiêu thủ lĩnh mà cậu dám tự ý xông vào, tôi thấy cậu chán sống rồi đó. Tôi nói cho anh biết, Tiêu Thái Hùng còn chưa có tư cách để quyết định tôi đi hay ở nữa đó. To gan, cậu dám nói năng lỗ mãng với tiêu thủ lĩnh, cậu không muốn sống nữa sao? Cậu có biết Tiêu gia ở Thiên Châu không có ai sánh được? Tiêu lão gia là chủ nhân của Tiêu gia, còn là người đứng đầu của thương hội ở Thiên Châu đó. Muốn diệt cậu thì cũng chỉ đơn giản như bóp một con kiến thôi. Thế lực của Tiêu gia ở Thiên Châu, một thằng nhãi như cậu không thể tưởng tượng ra được đâu. Tiêu thủ lĩnh của Tiêu gia nói một câu có thể khiến cậu không thể sống sót ở Thiên Châu nữa đó. Tiêu Thái Hùng ở đây thì cũng chỉ có thể cầu xin tôi chữa bệnh cho ông ta thôi. Cậu đang làm cái quái gì thế? Nếu tiêu thủ lĩnh bị bệnh thì chỉ có Dược Vương đại nhân chữa được thôi. Dược Vương đại nhân không chỉ có quyền lực, hơn nữa còn tinh thông y thuật, không ai có thể sánh được. Cậu là cái thá gì chứ? Thì ra Dược Vương Cố Thiên Hải trong mắt các người uy phong như vậy. Vậy thì các người xem đây là cái gì? Đây là Dược Vương Ấn. Cậu có thể cho tôi mượn xem được không? Thử cho ông xem này. Hoa văn trên ấn này
rất giống với Dược Vương Ấn. Chẳng lẽ thật sự là Dược Vương Ấn sao? Chỉ có Tiêu thủ lĩnh tự nhìn thấy Dược Vương Ấn thật, xem ra chỉ có thể chờ Tiêu thủ lĩnh đến để xác minh là thật hay giả thôi. Muốn xác minh thật hay giả chẳng phải rất đơn giản sao? Trên thư mời của Tần gia tôi có in dấu của Dược Vương Ấn. Cái của cậu là đồ giả. Anh to gan, cậu cầm cái ấn củi bắp gì tới đây vậy? Dám làm giả Dược Vương Ấn, hoàn toàn khác với con dấu trên thiệp mời của Tần gia tôi. Cậu coi tất cả mọi người ở đây là kẻ ngốc à? Tôi đã nói rồi, Dược Vương đại nhân là người cao cao tại thượng, cho dù chúng tôi có muốn được gặp ngài ấy thì cũng không có tư cách. Một nhân vật lớn như vậy làm sao có thể có liên quan đến thằng nhóc hoang dã như cậu chứ? Vả lại, Dược Vương Ấn là biểu tượng quyền lực của Dược Vương đại nhân, nó phải là vật bất ly thân của ngài ấy, làm sao có thể rơi vào tay người khác được chứ? Thằng nhà quê này đã tự khắc một cái ấn riêng. Cậu ta đến Yến Tiệc Long Môn ở chỗ chúng ta để lừa đảo, đúng là cái nét mãi không đổi, chỉ biết đi lừa người khác, tự khắc Dược Vương Ấn, đó là trọng tội mất đầu. Anh có gánh nổi không? Xem ra Tần Minh Quân có nói một câu rất đúng, các người đều là lũ ngốc. Anh đã làm hỏng Dược Vương Ấn, chuẩn bị nhận tội với Cố Thiên Hải đi. Nực cười, cậu đã tự khắc Dược Vương Ấn mà, bây giờ lại còn ở Yến Tiệc Long Môn múa. Múa rìu qua mắt thợ, múa rìu qua mắt thợ nữa. Nếu Dược Vương đại nhân biết chính tôi đã phá hủy cái ấn giả của cậu thì sẽ chỉ khen ngợi tôi làm việc rất tốt mà thôi. Dựa vào đâu mà anh nói cái ấn của tôi là giả chứ? Tôi thấy thư mời trong tay anh mới là giả thì có. Sao cơ? Cậu nói thư mời của tôi là giả sao? Tấm thư mời này chính là do Tiêu thủ lĩnh tặng cho tôi. Tần gia tôi có thể có một vị trí trong Yến Tiệc Long Môn này đều dựa vào sự nâng đỡ của Tiêu thủ lĩnh. Đường gia và Tần gia rất thân thiết, vì vậy Tần gia của tôi mới giành được một tấm thiệp mời của buổi yến tiệc lần này. Ngay cả Dược Vương ở phía Bắc, Cố Thiên Hải cũng phải nể mặt Tiêu thủ lĩnh vài phần. Đặc biệt là trên thư mời này có dấu của Dược Vương Ấn, sao có thể là giả được? Món quà của Dược Vương tất nhiên là không phải đồ giả rồi, là do cái tên nhà quê này bị vạch trần lời nói dối nên mới thẹn quá hóa giận rồi ăn nói lung tung. Hôm nay Tần Minh Quân tôi may mắn nhờ có phúc của Tiêu thủ lĩnh mới có thể được ngồi chung mâm với Dược Vương và Thánh chủ đại nhân trong truyền thuyết. Nếu Tần gia tôi có thể được Thánh chủ đại nhân yêu ái thì nhất định sẽ trở thành gia tộc hàng đầu ở phía Bắc. Muốn được ông đây yêu ái, anh mà cũng xứng sao? Tên ngu này mày muốn làm gì? Đúng là thư mời thật này. Tất nhiên rồi, tiếc là gửi nhầm người rồi. Mày to gan thật, sao mày lại dám xé thư mời của Tần gia tao hả? Bây giờ ông đây chính thức thông báo cho anh biết, Tần Minh Quân anh không xứng được tham gia Yến Tiệc Long Môn hôm nay. Đường gia của cô cũng vậy, một đám người vô đạo đức như các người đều không xứng được tham gia Yến Tiệc Long Môn. Chán sống hả? Cậu chẳng những dám xé thư mời của Tần gia tôi mà còn không tôn trọng mấy vị đại nhân này, bây giờ lại ba hoa khoác lác, ngang nhiên khiêu khích hai nhà Đường gia và Tần gia. Sau này cậu sẽ khó mà sống nổi ở trong lãnh thổ Thiên Châu này. Cái tên quê mùa này, anh có tư cách gì mà dám nói này nói nọ Đường gia và Tần gia? Anh có tư cách gì hả? Được, vậy tôi sẽ cho các người xem tôi có tư cách gì. Bút lông trên bàn này là di cảo của bậc thầy nổi tiếng trên đời chỉ có một cái, tất cả đều do thế gia ở Thiên Châu chuẩn bị cho Thánh chủ. Nếu cậu dám làm hỏng nó, tôi sẽ xử cậu luôn. Nếu là chuẩn bị cho tôi thì đúng rồi. Nhà họ Tần và nhà họ Đường các người vô tài vô đức, làm tôi rất không vui. Từ bây giờ hai nhà loại khỏi Thiên Châu. Cậu muốn loại Tần gia tôi khỏi Thiên Châu? Cậu nghĩ mình là ai? Long Môn Thánh Chủ à? Đúng vậy, tôi chính là Long Môn Thánh Chủ. Cái thằng nhà quê này, cậu không chỉ bất kính với Tiêu thủ lĩnh và Dược Vương trong Yến Tiệc Long Môn mà còn dám mạo danh Long Môn Thánh Chủ cao cao tại thượng, cậu có tội không thể tha được. Tất cả thế gia Thiên Châu chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Mấy người chỉ là một đám vớ vẩn, tôi sợ cái gì? Cậu dám thách thức toàn bộ thế gia của Thiên Châu, to gan lớn mật như này, cậu là người đầu tiên đó, nói nhiều làm gì? Chúng ta đập gãy chân của nó đi, bồi thường cho các gia tộc ở Thiên Châu. Đúng đó, để cậu ta sống sót rời khỏi đây thì mặt của thế gia Thiên Châu chúng ta để ở đâu? Mấy con ruồi vo ve này làm tôi rất khó chịu, tôi thích đứng đây đó,
Các người hay thì lên đây, tôi thấy cậu chán sống rồi đó. Nếu mọi người cũng muốn xử cậu ta, vậy thì tôi sẽ cho thằng nhà quê này biết hậu quả của việc đắc tội với những nhà quyền quý ở Thiên Châu. Vệ sĩ nhà họ Tần đâu? Các người còn không mau bắt tên nhà quê này cho tôi. Tiêu Thủ Lĩnh đến. Thằng nhà quê, Tiêu Thủ Lĩnh đến rồi. Tôi coi cậu còn dám kiêu ngạo không. Tiêu Thủ Lĩnh, ông đến rất đúng lúc. Cái thằng nhà quê tên Sở Phong này dám công khai khiêu khích ông, hơn nữa cậu ta còn dám mạo danh thánh chủ. Chúng tôi đang tính đập gãy chân cậu ta, bây giờ chờ ông xử lý. Cậu đúng là bị mù mà. Sở Thần Y, tôi Tiêu Thái Hùng đã đến muộn, xin cậu tha thứ. Tiêu Thủ Lĩnh, ông đang cầm miệng. Mấy người là một đám có mắt như mù. Các người có biết mình đã đắc tội với ai không? Ông Tiêu, ông đến tìm tôi à? Đúng vậy, mấy người là một đám có mắt như mù. Anh bạn Sở Phong này là vị thần y tôi tìm kiếm mấy lâu nay. Cậu ấy là một nhân vật các người không thể với tới được. Tiêu Thủ Lĩnh, chắc ông nhầm rồi. Cậu ta chỉ là một tên nhà quê thôi, cậu ta không phải thần y gì cả. Ông đừng bị cậu ta lừa. Cô là ai? Dám chất vấn ông nội của tôi, nhà họ Đường các người. Từ khi nào đến lượt người như bà lên tiếng trước? Tiêu Tiểu Thư, xin cô đừng giận. Con dâu của tôi không biết phép tắc. Xin Tiêu Thủ Lĩnh và Tiêu Tiểu Thư hãy cho tôi thêm cơ hội. Hai vị đừng trách nó, tôi sẽ thay mặt nó xin lỗi hai vị. Tiêu Thủ Lĩnh, Sở Phong, hôm qua cậu ta mới vừa bị Đường gia từ hôn, còn nói muốn chữa bệnh cho gia chủ nhà họ Đường. Loại người này chỉ là một tên lừa đảo vô liêm sỉ, sao cậu ta có thể là thần y chứ? Một lũ ngu ngốc có mắt như mù. Các người biết sư phụ của cậu ấy là ai không? Có biết cậu ấy có lai lịch gì không? Cậu ta là một thằng nhà quê đáng ghét. Cậu ta là một thằng lừa đảo, chỉ biết chút y thuật mà đã đi chữa bệnh cho người khác. Ngu ngốc. Để tôi nói cho cậu biết, Sở Thần Y, cậu ấy là truyền nhân của Y Tiên. Cậu ấy có tiên nhân giúp đỡ. Các người không có tư cách chất vấn cậu ấy. Truyền nhân của Y Tiên, chẳng lẽ cái thằng danh này, ngoài sự hỗ trợ của sư nương Lâm Mộng Cầm, thì cậu ta còn có sự hỗ trợ của Y Tiên? Y Tiên trong truyền thuyết nhiều năm nay đều ẩn dần trong núi, y thuật siêu phàm, Y Tiên có khả năng cứu sống người chết. Chắc là truyền nhân của ông ấy cũng sẽ có khả năng này. Chẳng lẽ Sở Phong, cậu ấy có lai lịch dữ dội như này? Với thân phận của Sở Thần Y, mà nhà họ Đường có hôn ước với cậu ấy, là phúc phần mà mấy người tích được từ kiếp trước. Nhưng nhà họ Đường các người hay lắm, còn dám từ hôn nữa hả? Mấy người đều bị mù hết. Là nhà họ Đường chúng tôi có mắt như mù. Nếu cậu không chê, tôi Tiêu Thái Hùng đồng ý cho cháu gái Tiêu Ánh Vân kết hôn với Sở Thần Y. Không biết Sở Thần Y nghĩ sao? Cháu gái Ánh Vân của tôi với con bé nhà họ Đường đều là hai cô gái hoàn mỹ ở Thiên Châu. Bất kể là gương mặt hay là tài năng, cháu tôi đều không tệ hơn nó. Ông Tiêu, tôi chấp nhận ý kiến này của ông. Đường Vạn Sơn, hôm qua tôi từ hôn, ông nói tôi không xứng với nhà họ Đường các người. Ông nói nhà họ Đường các người là đại gia tộc của Thiên Châu. Không biết nhà họ Đường các người so với nhà họ Tiêu thì nhà nào dữ hơn? Nhà họ Đường ở Thiên Châu chỉ là một gia tộc hạng hai, so với nhà họ Tiêu không là cái gì hết. Đường Thu Nguyệt, hôm qua cô nói tôi vô tài vô đức, không có gia thế cũng không có lai lịch gì. Nhưng không sao, bây giờ cô gả cho tôi cũng không muốn lấy. Các người đều nghe đây, Sở Thần Y là khách quý của nhà họ Tiêu chúng tôi. Các người ai dám không tôn trọng Sở Thần Y, chính là không tôn trọng nhà họ Tiêu của chúng tôi. Tôi tuyệt đối không tha cho người đó. Tuy đệ tử Y Tiên không có quyền gì, cả đời chỉ biết tu luyện, nhưng lại được mọi người tôn kính. Bây giờ Tiêu Thủ Lĩnh lại rất tôn trọng cậu ta. Nếu cậu ta căm thù nhà họ Đường chúng ta từ hôn cậu ta, thì cậu ta chắc chắn bảo Tiêu Thủ Lĩnh diệt nhà họ Đường. Thu Nguyệt, con còn đứng đây làm gì? Con mau xin lỗi Sở Phong đi. Sở Phong, Thu Nguyệt biết sai rồi,
nó không nên từ hôn. Cậu đừng để bụng nhé. Đúng đó. Sở Phong, chỉ cần cậu gật đầu, hôn ước của chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ai muốn hôn ước này của các người? Vừa rồi các người chế giễu tôi, bây giờ tôi thấy các người không xứng đứng bên cạnh tôi. Cái thằng nhà quê, cậu đừng tưởng nhà họ Tiêu bảo vệ cậu thì cậu có thể cáo mượn oai hùng. Tần Minh Quân, anh không nghe ông nội tôi đã nói gì à? Hay là anh muốn gây thù với nhà họ Tiêu chúng tôi? Tần thiếu gia, cậu đừng hành động theo cảm tính. Nếu cậu đắc tội với Tiêu thủ lĩnh, cậu sẽ hại nhà họ Tần các người đó. Tôi không muốn gây thù với nhà họ Tiêu, chỉ là hành động của thằng nhà quê này đã khiến cậu ta trở thành kẻ thù chung của Thiên Châu. Nhà họ Tiêu các người bảo vệ cậu ta như vậy, chẳng lẽ không sợ mất lòng các thế gia ở Thiên Châu sao? Nếu nhà họ Tần không chấp nhận cách làm của tôi, vậy thì tôi chỉ có thể báo cho Dược Vương hủy bỏ tất cả hợp tác giữa nhà họ Tần với Long Môn. Long Môn không hợp tác với nhà họ Tần, không phải nhà họ Tần sẽ mất đi hơn phân nửa lợi nhuận sao? Đến lúc đó, họ ngay cả gia tộc hạng hai cũng không phải. May mà nhà chúng ta chưa gả con gái cho nhà họ Tiêu Thái Hùng. Ông là thủ lĩnh của Thiên Châu, ông phải đặt lợi ích của thế gia Thiên Châu lên hàng đầu. Nhưng ông không xem sự việc đúng sai mà đã phạt tôi. Ông không công bằng. Nhà họ Tần chúng tôi không phục. Rõ ràng là các người có mắt như mù, dám xúc phạm Sở Thần Y. Ông của tôi áp dụng hình phạt là hợp tình hợp lý, làm gì có chuyện không công bằng. Cái tên nhà quê này lúc nãy đã xúc phạm Dược Vương, chửi bới thánh chủ, bôi nhọ Long Môn, vi phạm thiên điều, tội không thể tha. Tiêu gia các người vì lợi ích cá nhân muốn cứu tên tiểu tử này để trị bệnh cho các người, xem thường danh dự của Vương Môn. Tiêu gia các người còn có tư cách gì đảm nhận chức vụ thủ lĩnh Thiên Châu chứ? Tần Minh Quân, bây giờ Tần gia đúng thật là mọc lông mọc cánh rồi, không ngờ lại dám tranh cãi chất vấn ông tôi. Tiêu gia thật sự nghĩ rằng có thể một tay che trời sao? Đừng quên là Dược Vương đại nhân sắp đến đây rồi, cũng đừng quên là tất cả mọi thứ của Tiêu gia đều là do Dược Vương đại nhân ban tặng cho. Nếu như để ngày ấy biết, Tiêu gia các người vứt bỏ người một lòng bảo vệ danh dự của Long Môn và thánh chủ mà đi bảo vệ một kẻ mạo phạm Long Môn, cô nghĩ Tiêu gia có thể gánh nổi sự trách phạt của Dược Vương đại nhân sao? Tầm nhìn của Dược Vương đại nhân sao có thể hạn hẹp như các người được chứ? Sở Thần Y tham dự yến tiệc Long Môn là vì được Dược Vương đại nhân mời đến. Cái tên Sở Phong này không những được thủ lĩnh Tiêu gia giúp đỡ, lại còn được Dược Vương xem trọng. Đường gia chúng ta không phải là đã gặp phải rắc rối lớn rồi sao? Tiêu Ánh Vân, vì thiên vị những người này mà đến lời nói dối như thế này, cô cũng có thể bịa ra được. Dược Vương đại nhân, thân phận của ngài ấy cao quý biết bao nhiêu, ngay cả chúng tôi cũng rất khó để gặp mặt ngài ấy. Thằng nhãi thân phận thấp hèn này làm sao có thể quen biết ngài ấy được? Cô nói Dược Vương đại nhân chiếu cố cho hắn thì lại càng không thể. Tần thiếu gia nói rất có lý. Nếu như tên nhà quê này thật sự quen biết Dược Vương thì sao có thể nghèo nàn rách rưới như vậy? Đúng vậy, cái loại như hắn còn không xứng sách dép cho Dược Vương, làm sao mà Dược Vương có thể coi trọng hắn được chứ? Đám tiểu bối các người đúng thật là nghĩ gì nói đó. Tôi nhất định sẽ báo cáo với Dược Vương, đuổi Tần gia các người ra khỏi Thiên Châu. Tần gia của tôi có bị đuổi ra khỏi Thiên Châu hay không thì Tiêu Thái Hùng ông không phải nói là được đâu. Thành thật nói cho ông biết, Tần gia đã nhận được sự khen ngợi của Dược Vương đại nhân. Dược Vương đại nhân đã tặng dự án chục tỷ trong tay ngài ấy cho Tần gia chúng tôi. Cái gì? Thật sự không ngờ tới Tần gia thế mà lại có thể kéo quan hệ với Dược Vương. Có sự kiềm hãm của Tần gia, vậy Tiêu gia sắp gặp kiếp nạn lớn rồi. Không bằng không chứng. Cậu nói Dược Vương đại nhân tặng cho Tần gia các người dự án chục tỷ, vậy thì bằng chứng đâu? Lấy lên đây. Cái này chính là dự án chục tỷ ở phía Bắc mà Dược Vương đại nhân đã tặng cho Tần gia chúng tôi. Bên trên còn có chữ ký của Dược Vương đại nhân. Chỉ đợi đến khi yến tiệc Long Môn kết thúc, tiến hành đóng dấu là xong. Hợp đồng này là thật. Đường Vạn Sơn tôi đây đúng thật là không nhìn nhầm. Thu Nguyệt và Tần thiếu gia kết hôn, vậy thì đường gia chúng tôi có thể nhân cơ hội này mà phát tài rồi. Thật tuyệt vời. Chúc mừng Tần thiếu gia. Tần thiếu gia, sau này xin hãy nâng đỡ đường gia chúng tôi nhiều hơn. Tôi biết ngay là mắt nhìn của đường Thu Nguyệt tôi đây không bao giờ sai. Tần thiếu gia của chúng tôi mới là người tài giỏi thật sự. Cũng may là vẫn chưa gả cho cái tên nghèo nàn hôi hám đó. Đồ nhà quê, cậu đừng đắc ý quá sớm.
Lần này đến Tiêu gia cũng không cứu được cậu đâu. Tôi đã ở đây đắc ý lâu rồi, hợp đồng chục tỷ thôi mà. Chỉ cần một câu của tôi thôi thì có thể bảo Cố Thiên Hải lấy lại nó. Cái tên nhà quê này, anh có biết mình đang nói gì không? Còn nghĩ rằng với một câu là Dược Vương sẽ nghe theo nữa chứ. Tôi thấy anh đúng là chán sống rồi. Cố Thiên Hải này là một nhân vật lớn ở phía Bắc, câu này không thể tùy tiện nói ra đâu. Cái tên nhà quê này đúng là vô liêm sỉ. Dược Vương đại nhân không chỉ là chuyên gia đứng đầu ngành y ở phía Bắc, ngài ấy còn là đương chủ của Vương Môn Dược Chủ, thế lực hàng đầu Hoa Quốc, có thể nói ở Thiên Châu sức mạnh to lớn như trời. Hôm nay Long Môn Thánh Chủ đến Thiên Châu, Dược Vương đại nhân muốn mượn yến tiệc Long Môn lần này để làm tiệc tẩy trần cho ngài ấy, Tần gia tôi cũng có được cơ hội thể hiện sự kính trọng với Thánh Chủ đại nhân. Đến lúc đó Tần gia chúng tôi nhất định sẽ thay thế Tiêu gia, trở thành thủ lĩnh thế hệ mới của Thiên Châu. Thật không thể ngờ Tần gia lại có thể có quan hệ với một nhân vật lớn như là Long Môn Thánh Chủ. Tiêu gia không còn đáng sợ nữa. Nói như vậy thì Tần gia không chỉ sẽ trở thành thủ lĩnh của Thiên Châu, mà còn sẽ trở thành gia tộc đứng đầu trong các gia tộc ở Hoa Quốc. Vậy thì Đường gia chúng ta cũng sẽ theo đó mà một bước lên mây. Ông nội, nếu như Tần gia thật sự có quan hệ với Thánh Chủ, được Dược Vương coi trọng, vậy không phải là Tiêu gia chúng ta đã gặp phải rắc rối lớn rồi sao? Ông cũng không ngờ Tần gia lại phát triển nhanh như vậy, lại còn được Dược Vương đại nhân coi trọng. Nhưng muốn mời thần y đến, e là không dễ như vậy đâu. Đừng lo lắng, Dược Vương đã là gì? Người bây giờ mà các người quen là Long Môn Thánh Chủ đấy. Sở thần y và Thánh Chủ quen nhau sao? Làm sao mà cậu ta quen Thánh Chủ được chứ? Ngay cả khi Thánh Chủ đại nhân bị cậu ta nhắc đến, đó cũng là sự bất kính đối với ngài ấy. Hay lắm, đúng là nói láo không biết ngại. Một tên nhà quê từ nhỏ sống ở vùng núi hẻo lánh, còn mơ tưởng là có thể có quan hệ với Thánh Chủ sao? Tôi thấy cậu ở trên núi ăn nhiều nấm dại quá nên sinh ra ảo giác rồi đúng không? Cái đồ nhà quê chưa được mở mang tầm mắt, mối quan hệ nào cũng bảo quen. Đúng thật là ông đây không có thèm nhận người thân lung tung đâu. Kẻ chưa được mở mang tầm mắt chính là những kẻ có mắt không tròng như các người đấy. Tôi thấy cậu ta không thể nào có mối quan hệ gì với Thánh Chủ được. Tôi không quan tâm Sở thần y có quan hệ gì với Thánh Chủ. Lúc nãy tôi đã nói rồi, kẻ nào dám bất kính với Sở thần y thì cũng là bất kính với Tiêu gia chúng tôi. Tiêu Thái Hùng, ông thật sự nghĩ mình còn là thủ lĩnh Thiên Châu có thể hô mưa gọi gió nữa hay sao? Tần gia không hề sợ Tiêu gia của ông đâu. Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để cho tên nhà quê này được nguyên vẹn rời khỏi đây. Tiêu gia, cho dù có đánh mất vị trí thủ lĩnh của Thiên Châu, cũng sẽ bảo vệ cho Sở thần y chu toàn. Xem ra ông một mực muốn bảo vệ cái tên nhà quê này, muốn đấu với tôi đến cùng, có đúng không? Ông phải suy nghĩ cho kỹ đó. Đợi yến tiệc Long Môn kết thúc thì Tần gia của tôi có thể thay thế vị trí của Tiêu gia các người, ra lệnh cho Thiên Châu. Đến lúc đó muốn trấn áp hay đánh lén Tiêu gia các người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ban ngày ban mặt mà đã mơ đẹp thế à? Còn ra lệnh cho Thiên Châu khiến Tiêu gia phá sản nữa chứ. Tôi thấy Tần gia các người không có nỗi cái bản lĩnh này đâu. Tôi sẽ cho các người thấy rốt cuộc là tôi có cái bản lĩnh này hay không. Bắt hắn lại cho tôi, tôi xem ai dám. Kẻ này đã làm hỏng bút lông cực phẩm mà các đại gia tộc ở Thiên Châu chuẩn bị cho Thánh Chủ, lại năm lần bảy lượt bất kính với Dược Vương, giả mạo Thánh Chủ, đúng thật là tội không thể tha. Tiêu Thái Hùng là thủ lĩnh của Thiên Châu, mà lại vì lợi ích cá nhân thiên vị cái tên nhà quê này, dám vô lễ với Dược Vương và Thánh Chủ, đúng là tội không thể tha. Tôi phải trừng phạt hết tất cả. Tần thiếu gia nói rất đúng, hôm nay không diệt trừ thằng nhãi này thì đúng là xem thường Thiên gia thế tộc rồi. Đúng vậy, tên họ Sở này nhất định phải trả giá. Lên cho tôi, bắt cái tên nhà quê này lại ngay lập tức cho tôi, là kẻ nào đang gây chuyện ở yến tiệc Long Môn. Kính chào Dược Vương đại nhân. Chuyện gì thế này? Dược Vương đại nhân, thằng nhãi này liên tục không tôn trọng ngài, giả mạo Thánh Chủ, đúng là đại nghịch bất đạo. Tiêu Thái Hùng ông ta thân là thủ lĩnh của Thiên Châu, để được chữa bệnh mà dung túng cho cậu ta bị chuyện thiên vị thằng nhãi này. Cậu ta còn nói Dược Vương đại nhân ngài còn phải tiếp đãi cậu ta long trọng nữa. Vậy sao? Dược Vương đại nhân, đây là con dấu mà thằng nhãi này làm giả của ngài, để giả mạo thân phận của ngài, lam xăng lam bậy. Con dấu này đã bị tôi phá hủy rồi, đây là bằng chứng. Thằng nhãi này làm Dược Vương đại nhân tức giận, cậu chắc chắn sẽ không giữ được mạng nữa đâu. Tiêu gia nhà ông cũng tiêu đời luôn rồi. Dược Vương đại nhân, ngài yên tâm, bây giờ chúng tôi
sẽ đánh gãy chân thằng nhãi này. Lần này Dược Vương đại nhân thật sự tức giận rồi, ngay cả Tần thiếu gia cũng bị liên lụy rồi. Đừng nói nữa, dám làm hỏng Dược Vương ấn của tôi. Tần gia các người có mấy cái đầu mới đủ để bồi thường chứ? Con dấu này là thật sao? Cố Thiên Hải kính chào anh Sở. Cố Thiên Hải, đám người này nói muốn phế bỏ ông đây, còn muốn lột lớp da trên người ông đây. Ông nói xem phải làm thế nào đây? Anh Sở yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời. Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với anh Sở đi. Thôi đừng, tôi không nhận nổi đâu. Tần gia các người bây giờ nhận được sự coi trọng của Dược Vương đại nhân, còn nhận được hợp đồng 10 tỷ. Chẳng bao lâu nữa sẽ thay thế Tiêu gia, trở thành thủ lĩnh của Thiên Châu. Hôm nay nếu gặp Thánh chủ Long Môn, vậy thì anh không thể một bước lên trời được đâu. Bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ mọi hợp tác thương mại giữa Tần gia và Long Môn. Long Môn sẽ thu hồi tất cả tài nguyên thương mại của Tần gia. Không phải đó chứ, Dược Vương đại nhân, thằng nhãi này chỉ là một thằng nhà quê hèn hạ, sao ngài có thể như vậy được chứ? Anh Sở à, Niệm Tình, tôi với sư nương của anh là người quen cũ, xin hãy cho đường ra chúng tôi một con đường sống. Con khỉ ấy, ông vẫn còn có mặt mũi nhắc đến sư nương của tôi đà. Sư nương của tôi năm đó cứu mạng ông, tặng ông đan dược, cuối cùng ông lại vong ơn bội nghĩa, không giữ lời hứa, còn hủy hôn trước mặt nhiều người. Còn có mặt mũi cầu xin tôi nữa à? Tên Sở này, anh Sở, nếu không thì anh với Thu Nguyệt ngậm cái miệng thối của bà lại đi. Bà còn bán con gái trước đám đông cơ đấy. Cố Thiên Hải, bây giờ tôi gặp người đường ra là tôi thấy phiền, ông tự xử lý đi. Vâng thưa anh Sở, bắt đầu từ hôm nay các gia tộc không được có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với đường gia. Tất cả các dự án hợp tác thương mại của đường gia với Long Môn tất cả sẽ giao cho Tiêu gia quản lý. Đừng làm vậy mà. Xin Dược Vương đại nhân cho đường gia chúng tôi một con đường sống đi. Đủ rồi, cút đi cho tôi. Còn cậu thì cho đánh gãy hai chân để cảnh cáo. Khoan đã, Dược Vương đại nhân. Tần gia chủ, Dược Vương đại nhân, tôi mới nghe tin con trai tôi đã gây rắc rối ở yến tiệc Long Môn, nên tôi đã nhanh chóng tới để nhận tội, đều do tôi không biết dạy con. Mong Dược Vương đại nhân tha cho con trai tôi. Anh Sở là khách quý của Cố Thiên Hải tôi. Tần Minh Quân hùa với đường gia xúc phạm đến anh Sở đây, mạo phạm thiên uy, tội đáng phải phạt. Anh Sở, đều do tên nghiệp tử này không biết điều xúc phạm anh Sở, tôi xin được ở đây nhận tội với anh thay nó. Xin anh Sở cho nó một cơ hội. Lão Tần, sao ông hèn mọn vậy chứ? Tần Minh Quân nhà ông nói rằng anh ta sắp nhận được hợp đồng 10 tỷ, còn muốn thay Tiêu gia trở thành thủ lĩnh của Thiên Châu, một bước lên trời luôn đó. Thằng xúc sinh này đúng là nói năng ngông cuồng, đại nghịch bất đạo mà. Anh Sở, Tần gia tôi nguyện dâng hiến nửa số gia tài, chỉ xin anh tha thứ. Tôi lấy tiền của ông làm gì chứ? Đưa tiền của ông cho Tiêu gia đi. Nếu ông đồng ý đưa ra một nửa số tài sản, vậy thì tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội. Nếu như lại dám xúc phạm anh Sở, nhất định sẽ không tha. Cảm ơn anh Sở, cảm ơn Dược Vương đại nhân. Thằng xúc sinh này, Sở Phong, đừng tưởng cậu dựa vào Tiêu Ánh Vân là có thể một bước lên mây làm con rể Tiêu gia. Cô ta là nữ nhân của Lý Thiếu gia đến từ Kinh Thành. Tôi nhất định sẽ nói chuyện hôm nay cho Lý Thiếu gia, cậu cứ đợi đó. Sở Thần Y, bộ quần áo này của anh thế nào? Tôi dựa vào kiểu dáng người ở thành phố các người mặc để may đó. Bộ vest này, quan trọng nhất là đường cắt với chất liệu vải, phải đến cửa hàng may chuyên nghiệp để đặt làm riêng. Bộ đồ này của anh có vẻ không vừa lắm, phiền dữ vậy. Tốt nhất là tôi nên mặc quần áo cũ của tôi. Sở Thần Y, anh y thuật cao siêu, xin anh hãy chữa bệnh cho ông nội tôi. Cô yên tâm, ông cháu hai người bảo vệ tôi như vậy, bệnh của ông ấy tôi sẽ chữa. Hơn nữa, không phải chúng ta là người một nhà sao? Sở Thần Y, xin anh chữa bệnh cho ông nội tôi trước. Được, hai người cứ về trước đi, tôi đi thay quần áo xong sẽ qua tìm hai người. Đây là thẻ mở cửa của nhà chúng tôi. Đi thôi. Thằng nhóc Sở Phong này đúng là một nhân vật tầm cỡ, ngay cả Dược Vương cũng phải kính trọng cậu ta như vậy. Anh ta mà là nhân vật tầm cỡ gì chứ? Chỉ là tên nhà quê mà thôi, không biết dùng thủ đoạn gì để lừa Dược Vương.
Đúng vậy, thằng nhà quê đó đúng là biết lừa người mà. Ba, Đường gia chúng ta phải làm sao đây? Không có sự ủng hộ của Dược Vương, bây giờ tất cả các gia tộc ở Thiên Châu, gồm cả Tần gia, đều coi chúng ta như ôn thần, mà tránh né chúng ta. Ba à, Đường gia chúng ta sẽ không phá sản đó chứ? Ông nội. Ba, ba à, ba bị sao vậy? Ba à, ông nội à, đang yên đang lành, sao ba nôn ra máu vậy? Đều do tên nhà quê họ Sở đó, ban đầu là gây sự ở tiệc thượng thọ của Đường gia chúng ta, sau đó lại ở yến tiệc Long Môn, khiến Đường gia chúng ta suýt nữa phá sản. Lão gia tử chắc chắn là bị cậu ta chọc tức, mới nôn ra máu như vậy. Thu Nguyệt, bệnh tình bây giờ của ông giống y hệt như năm ông được sư nương của Sở Phong cứu chữa vậy, tìm khắp các bác sĩ nổi tiếng cũng không chữa được, xem ra chỉ có thể cầu xin Sở Phong ra tay mới có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Ông nội, bây giờ đi cầu xin cậu ấy đi. Ông nội, anh ta chỉ là tên lừa đảo thôi. Đúng đó, mau lên, mau đi đi, thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu. Vâng, ông nội, cháu sẽ đi ngay đây. Cháu đi đây, ba mẹ, hai người đưa ông nội đến bệnh viện đi, con sẽ về ngay. Mau lên nào, chúng ta đến bệnh viện. Ba, đi bệnh viện thôi, gọi xe đi. Đây là nơi sinh sống của người nhà dâu à? To như cung điện vậy. Đứng lại, cậu muốn làm gì? Tránh ra, tôi đây muốn vào trong tìm người. Tìm người? Nực cười. Biệt thự trên núi này là khu biệt thự sang trọng nhất của nhà họ Tiêu. Chủ ở đây toàn người giàu có, tài to mặt lớn, ngay cả Tiêu thủ lĩnh Tiêu Thái Hùng cũng sống ở đây. Còn cậu ăn mặc như tên ăn mày vậy. Cậu nói đến tìm người, ai tin được chứ? Tôi đến đây là để chữa bệnh cho Tiêu Thái Hùng. Cậu cũng to gan lắm. Tiêu gia có thân phận gì chứ? Nếu Tiêu thủ lĩnh bị bệnh thật thì tất cả các danh y ở Thiên Châu tranh đến bể đầu cũng phải đến chữa cho ông ấy. Còn cậu là cái thá gì chứ? Cậu còn không rời khỏi đây thì tôi sẽ đập gãy chân cậu. Đồ ngốc, tôi không muốn nói với hai người nữa. Tránh ra, cậu ngứa đòn à? Sở Phong, Đường Thu Nguyệt, sao cô lại đến đây? Đâu ra con nhỏ này nữa thế? Cô mau cút đi, đừng làm phiền chúng tôi. Mở to con mắt chó của hai người ra. Tôi đây là Đường Thu Nguyệt của Đường gia ở Thiên Châu. Đường tiểu thư, tôi có mắt như mù. Tôi xin lỗi cô, chúng tôi có mắt như mù. Người mà các người nên xin lỗi không phải tôi, mà là Sở Thần Y. Nếu Tiêu thủ lĩnh biết hai người đã đắc tội với vị khách quý mà ông ấy mời đến thì hai người đều bị đuổi việc hết. Thần Y, Thần Y ơi, xin anh đừng trách chúng tôi, xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi. Nếu như Tiêu thủ lĩnh biết được chuyện này, ông ấy chắc chắn sẽ sa thải chúng tôi. Hai người đang làm gì vậy? Giám đốc Trần, xin anh hãy giúp hai chúng tôi. Chúng tôi đã đắc tội với vị khách quý của Tiêu thủ lĩnh. Nếu anh ấy không tha thứ cho chúng tôi sẽ bị sa thải đấy. Hai người tụi bây bị ngốc à? Nhìn bộ dạng này của cậu ta, thậm chí còn không bằng một ăn mày mà dám nói mình là khách quý của Tiêu thủ lĩnh. Hai người cũng tin à? Nếu tôi làm chứng cho anh ấy thì sao? Đây là Đường Thu Nguyệt, đại tiểu thư nhà họ Đường ở Thiên Châu. Hóa ra là Đường đại tiểu thư. Nhưng tôi vừa nhận được tin, nhà họ Tiêu đã hủy bỏ mọi hợp tác với nhà họ Đường. Bây giờ nhà họ Tiêu không còn có quan hệ với nhà họ Đường nữa. Vì vậy lời nói của cô không có tác dụng. Anh không tin tôi cũng không sao, nhưng vị này là khách quý của Tiêu thủ lĩnh. Tội này anh gánh được không? Tội sao? Nếu Tiêu thủ lĩnh biết tôi không cho ăn mày vào trong, ông ấy chỉ khen tôi có trách nhiệm thôi. Anh nói ai là ăn mày chứ? Anh nhìn xem đây là cái gì. Tên nhà quê đáng ghét này, cậu còn dám lấy trộm chìa khóa của nhà họ Tiêu nữa. Tôi còn đang lo không có lý do xử cậu, không ngờ cậu lại tìm ra cho tôi. Hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây. Hai người các cậu, bắt cậu ta cho tôi. Được đấy, tên trộm đáng ghét này, cậu còn biết võ thuật nữa hả? Anh nói ai tên trộm? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải đến đây trộm đồ. Nếu anh còn nói nữa, tôi không khách sáo với anh đâu. Tôi biết rồi, cậu nhất định thèm thuồng nhan sắc của tiểu thư nhà họ Tiêu. Cậu có ý đồ xấu xa với cô ấy. Tôi đã thấy nhiều người như cậu rồi. Cứ 2-3 hôm thì sẽ có mấy người như cậu xuất hiện. Nhưng người ta dù gì cũng là con trai nhà giàu có, hay tệ nhất cũng là một chàng trai trẻ trung, anh Tuấn, tương lai đầy triển vọng. Còn người nhà quê nghèo nàn, cái kiểu như cậu thế này cũng là lần đầu đấy. Tôi cũng là người đầu tiên dám đánh anh đứng không nổi. Cậu đừng kiêu ngạo, cậu giỏi lắm phải không?
Hôm nay để tôi xem cậu đánh thắng được mấy người. Các cậu đều tới đây hết cho tôi. Ngoài cổng có một tên ăn mày, không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay cậu tiêu đời rồi. Chỉ mấy người này thôi, còn chưa đủ để tôi làm nóng người nữa. Tôi muốn xem thử xương cậu cứng hơn hay là đầu cậu cứng hơn. Đánh nó cho tôi. Dừng lại. Tiểu thư, chuyện nhỏ như vậy mà đã kinh động đến cô. Chỉ là một tên ăn mày phá phách, tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Anh là cái quái gì chứ? Anh dám chặn khách quý của nhà họ Tiêu chúng tôi. Tiểu thư, tôi biết lỗi rồi. Tôi mà biết cậu ấy là khách quý của nhà họ Tiêu, cho dù cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám ngăn cậu ấy đâu. Anh đến phòng tài chính nhận lương. Ngày mai anh không cần đi làm nữa. Tiêu tiểu thư, tôi xin cô hãy cho tôi một cơ hội nữa. Đuổi anh ta đi đi, tôi cầu xin cô. Tiêu tiểu thư, tiểu thư ơi, hãy cho tôi cơ hội. Sở thần y, tôi xin lỗi anh. Tất cả đều do tôi không biết dạy dỗ, mới có tên không biết điều như vậy. Anh không bị thương chứ? Chỉ mấy tên yếu đuối này, sao tôi bị thương được chứ? Vậy thì tốt rồi, chúng ta vào trong nhé. Sở Phong, xin anh hãy cứu ông nội tôi, chỉ có anh mới cứu được ông ấy. Đường Vạn Sơn, ông ta tự tạo nghiệp. Chỉ cần anh cứu ông nội tôi, thì tôi Đường Thu Nguyệt sẽ làm nô lệ cho anh cả đời. Tôi sẽ không phàn nàn câu nào. Tôi đây không thích cô, cũng không cần cô làm nô lệ của tôi. Cô phải nói với Đường Vạn Sơn, tự mình tạo nghiệp thì tự mình nhận lấy. Vừa rồi ở bữa tiệc, ông nội vẫn còn khỏe mà, sao đột nhiên lại không ổn rồi? Tỉnh thần đan của Cố Thiên Hải mặc dù có tác dụng, nhưng thuốc hết hiệu quả thì ông ấy sẽ trở lại trạng thái trước đó. Ngay lập tức, Sở thần y, anh phải cứu ông nội tôi. Ông không sao, có Sở thần y ở đây, ông chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Cô yên tâm, trên thế giới này không có bệnh gì mà tôi không chữa khỏi. Cậu tuổi tác không lớn, nhưng khẩu khí không nhỏ chút nào. Tiêu Quốc Hưng, con trai Tiêu Thái Hùng. Ba, đây là đại đệ tử của Cố Thiên Hải, Dược Vương tỉnh phía Bắc, Tống Đức Dũng, Ngô Lan Anh, Tiêu gia. Anh ấy biết hết kỹ năng của Dược Vương, y thuật cao siêu, cả Thiên Châu không ai có thể sánh được. Còn phải mất 10 triệu tiền thù lao mới có thể mời anh ấy đến khám bệnh cho ba. Cái thằng bất hiếu, con bình thường đâu quan tâm gì đến gia tộc, chỉ biết đưa tay ra xin tiền. Bây giờ con lại tìm người đến khám cho ba. Số tiền lần trước ba cho con thu hết rồi à? Ba đang nói gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, tụi con tìm người tới khám cho ba không phải là điều đương nhiên sao? Người một nhà, ba thấy mấy đứa bây sợ ba qua đời, mấy đứa không nhận được miếng tài sản nào. Hơn nữa, bệnh của ba đã từng được Dược Vương khám rồi. Ông ấy nói mình cũng bó tay. Đại đệ tử của Dược Vương, tôi e là cũng bó tay thôi. Anh này là Sở thần y, y thuật của anh ấy rất siêu phàm, nhất định sẽ chữa khỏi cho tôi. Tiêu gia chủ, tôi đã hiểu tình trạng của ông rồi. Mặc dù tôi không thể chữa khỏi, nhưng với y thuật của tôi có thể giúp ông sống thêm ít nhất là một tháng nữa. Nhưng nếu ông để những người là lịch bất minh chữa bệnh cho ông, tôi sợ hôm nay ông sẽ qua đời ngay tại đây. Anh, cậu ta cũng xứng gọi là thần y à? Tôi thấy cậu ta chỉ là một kẻ lừa đảo, đến đây lừa tiền thôi. Chắc không phải là cháu gái ngoan của tôi đã mời hắn ta về từ hang động nào chứ? Thím đánh giá quá cao tôi rồi. Sở thần y là người tôi có thể mời được sao? Cái thằng này ăn mặc như một tên ăn mày vậy, chắc chắn là một kẻ lừa đảo rồi. Đuổi nó ra ngoài đi, to gan. Con chê ba sống lâu quá hả? Nếu con chọc tức Sở thần y, anh ấy không chịu chữa bệnh cho ba, trách nhiệm này con gánh được không? Tiêu gia chủ, ngay cả sư phụ tôi Dược Vương cũng không chữa khỏi, thì trên đời này không còn ai chữa được hết. Cố Thiên Hải ông ấy chữa không khỏi là vì y thuật của ông ấy kém. Bệnh của ông Tiêu tôi nắm bắt trong tầm tay. Ăn bậy nói liều, ngay cả Dược Vương sư phụ tôi cũng không trị được bệnh, vậy mà cậu lại dám nói cậu chữa được? Chẳng lẽ y thuật của cậu còn giỏi hơn cả y thuật của ông ấy sao? Y thuật của Cố Thiên Hải trong mắt tôi chỉ như cọng lông bò thôi. To gan, cái đầu ngu dốt không biết trời cao đất dày, dám bêu xấu danh tiếng của sư phụ tôi. Được rồi, Tống thần y, ngay cả Dược Vương đại nhân cũng vô cùng tôn trọng Sở thần y. Tôi tin cậu ấy nhất định sẽ trị khỏi bệnh của tôi. Anh về trước đi. Đúng là không biết tốt xấu mà. Tiêu gia chủ, tự cầu phúc đi. Này, Tống thần y, anh đừng có đi vội thế. Ngộ nhỡ lát nữa bọn họ chữa trị mà có vấn đề gì,
Đến lúc đó anh mà ra tay, vậy 10 triệu đó chẳng phải vẫn là của anh sao? Tiêu công tử à, Tống mỗ tôi là loại người tham tiền tài sao? Tôi chỉ là quan tâm đến bệnh của Tiêu gia chủ thôi. Để tôi xem là cậu chữa bệnh bằng cách nào. Vậy tôi sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Cái đồ nhà quê cậu, sao cậu dám dùng cây đinh to như vậy để chữa bệnh cho ông ấy chứ? Quả nhiên cậu chẳng tốt lành gì. Tôi đã hành nghề y nhiều năm mà chưa bao giờ thấy một cây kim to như vậy. Chắc hẳn chỉ là trò bịp bợm để lòe thiên hạ thôi. Sở thần y, anh có chắc là dùng cái này có thể thực sự cứu được ông tôi không? Tất nhiên rồi. Người dân trong thôn mà bị bệnh thì tôi đều dùng cái này để chữa khỏi cho họ. Được rồi sở thần y, tôi tin cậu. Vậy ông nằm xuống, nhắm mắt lại đi. Ông nội, Sở Phong, anh đã làm gì ông tôi? Đừng lo, đây là quá trình bắt buộc để chữa bệnh cho ông Tiêu. Tôi đã gia tăng khả năng phục hồi của tế bào gan ông ấy. Trong vài phút nữa, các tế bào gan của ông ấy sẽ tái sinh. Đến lúc đó thì bệnh của ông ấy tự nhiên sẽ khỏi thôi. Anh nói sằng bậy, gan của Tiêu gia chủ đã gần như hư hết rồi. Làm gì có chuyện, cậu nói tái sinh là tái sinh được chứ? Để em đi xem thử. Ông ấy tắt thở rồi. Ngay từ khi tôi nhìn thấy cậu thì tôi đã biết cậu chẳng có ý tốt gì rồi. Ông ấy vốn có thể sống thêm vài năm, giờ thì hay rồi. Ông ấy đã bị cậu dùng mấy cây kim đâm cho tắt thở rồi. Hôm nay tôi phải dạy cho cái tên lừa đảo này một bài học. Chú ơi, Sở thần y chính là khách quý của Tiêu gia chúng ta. Hôm nay để cháu xem ai dám động đến anh ấy. May cái con bé này, Tiêu Ánh Vân, ngay cả chú mà cháu cũng dám cãi lại. Cháu thật sự nghĩ rằng lão gia qua đời thì cháu chính là Tiêu gia chủ sao? Cháu tuyệt đối không có ý đó. Hơn nữa ông nội vẫn chưa qua đời mà. Không có ý đó à? Thím thấy cháu cùng cái tên nhà quê này là cùng một ruột. Thím có thể nói xấu cháu, nhưng thím tuyệt đối không được xúc phạm Sở thần y. Nếu Tiêu gia các người không tin tưởng tôi thì tôi mặc kệ. Bệnh của ông Tiêu vậy, đồ nhà quê kia, sự việc bại lộ rồi nên muốn chuồn hả? Cút đi. Sở thần y, xin anh đừng đi, anh hãy để mặt tôi đi. Được thôi, nhờ ơn cô và ông Tiêu đã từng hết lòng giúp đỡ tôi nên tôi sẽ ở lại. Tiêu gia chủ vẫn chưa qua đời, ông ấy vẫn còn cứu được. Còn cứu được sao? Tiêu gia chủ chỉ là đang hôn mê sâu thôi, chứ vẫn chưa tắt thở. Nhưng nếu bây giờ không cứu, tôi e là lát nữa sẽ hết cách cứu chữa. Tống thần y, anh có cách nào để cứu ông ấy không? Được rồi, tôi sẽ thử. Không ai được động vào ông nội trước khi ông ấy tỉnh lại. Con nhỏ láo vét này, đừng tưởng rằng tao không biết mày có ý đồ gì. Mày chỉ muốn để cho lão gia sớm qua đời, để mày nuốt hết gia tài của Tiêu gia. Tao nói cho mày biết, còn tao và chú mày ở đây thì tài sản của nhà họ Tiêu không tới lượt mày đâu. Thím đừng có vu khống người khác. Mặc dù cháu luôn giúp ông nội quản lý tài sản của Tiêu gia, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ đến độc chiếm tài sản hết. Vị sở thần y này được ông nội và Dược Vương tin tưởng. Sở thần y nói ông nội sẽ tỉnh lại thì ông nội nhất định sẽ tỉnh lại. Mày nghĩ bọn tao không nhận ra tụi bây là cùng một dục à? Tống thần y, hãy ra tay đi. Được. Để xem cậu còn ngang ngược được đến đâu. Đúng là cái đồ lang băm. Ngay cả việc ông Tiêu mắc bệnh gì mà cũng không biết. Nếu ông lấy những cây kim này ra thì ông Tiêu chắc chắn sẽ qua đời. Hành nghề y hơn 30 năm rồi, đã chữa khỏi bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân. Có loại bệnh nào mà tôi chưa gặp chứ? Cậu chỉ là một tên lừa đảo mà cũng dám chất vấn tôi. Cậu là cái thá gì chứ? Cái đồ nhà quê phèn chúa. Một người thiển cận, đáng khinh như cậu mà cũng có thể phán xét phương pháp chữa bệnh của Tống thần y sao? Cậu và Tiêu Ánh Vân đang mưu tính chiếm đoạt tài sản của Tiêu gia chúng tôi. Sợ Tống thần y cứu lão gia tỉnh lại nên mới gây rối với tôi ở đây. Thím nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy. Cháu không hề muốn hại ông nội. Sở thần y nói như vậy nhất định là có lý do của anh ấy. Bệnh của Tiêu lão gia không phải là bệnh gan thông thường, nên tất nhiên là không thể dùng phương pháp thông thường để điều trị được. Nếu tự ý rút những cây kim này ra thì chỉ khiến ông ấy sớm ra đi thôi. Cậu câm mồm đi. Một tên nhà quê lừa đảo chuyên nghiệp như cậu mà lại thật sự xem mình là nhân vật chính à? Cậu nghĩ là có thể dùng mấy lời này để lừa đảo thôn nữ thì cũng có thể lừa Tiêu gia tôi sao? Vậy thì tôi cũng muốn xem rốt cuộc anh chính tay sát hại ông Tiêu như thế nào. Đuổi hắn ra khỏi đây cho tôi, đừng để hắn ở đây khiến tôi phát tẩm. Người đâu, ném cái thằng nhà quê này ra ngoài cho tôi. Cháu, có tôi ở đây, để tôi xem ai dám. Tiêu Ánh Vân, mày thông đồng với thằng nhóc này để mưu hại gia chủ Tiêu gia, còn mơ tưởng độc chiếm tài sản của Tiêu gia nữa. Hôm nay tao sẽ thay mặt Tiêu gia dọn sạch rác rưởi la mày. Người đâu,
Thì ra các người đã có kế hoạch trước rồi, cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra. Bớt nói những lời vô nghĩa đi. Đưa đi. Dừng tay. Mày muốn tao sớm đi đời đúng không? Ba. Đồ bất hiếu. Mày muốn hại tao à? Ba vẫn chưa qua đời à? À không, ba ơi, ba hiểu lầm con rồi. Ông ơi, ông tỉnh rồi. Ông cảm thấy thế nào? Ông cảm thấy thoải mái hơn rồi. Sức lực cũng khỏe hơn trước nhiều. Nhờ có sở thần y. Cảm ơn sở thần y. Ông Tiêu à, ông không cần cảm ơn tôi. Vốn dĩ số ông vẫn chưa tận. Tôi chỉ thuận theo ý trời, giúp ông kéo dài tuổi thọ thôi. Thằng con bất hiếu này. Vừa rồi mặc dù tao chưa tỉnh, nhưng tao nghe rõ tất cả những lời tụi bây nói. Tài sản của Tiêu ra sao, coi như ông đây ngủ rồi à? Chỉ cần Ánh Vân còn quản lý, thì cái loại lòng lang dạ sói như mày đừng hòng lấy được một xu nào. Lão gia, người thiên vị quá đấy. Quốc Hưng là con trai của người, còn Ánh Vân sớm muộn gì cũng sẽ gả cho người khác. Người không để lại tài sản cho người trong nhà, mà lại để cho người ngoài sao? Người đúng là già rồi hồ đồ. Được, tôi già nên hồ đồ rồi. Từ nay về sau, hai người không liên quan gì đến Tiêu gia nữa. Người đâu? Đưa cả hai ra khỏi đây. Bà ơi, con sai rồi. Bà ơi, con sai rồi. Còn anh nữa, anh còn ở đây làm gì? Cút đi. Khiến sở thần y chê cười rồi. Đứa con trai này của tôi, nó nghiện cờ bạc, không biết tiến bộ, chỉ biết ngửa tay xin tiền thôi. Không sao đâu, nhà giàu của mấy người quá hỗn loạn, chắc là sở thần y cũng mệt rồi. Vậy sau này cậu hãy cứ ở Tiêu gia chúng tôi nhé. Cũng được, ông nói vậy làm tôi thấy đúng là hơi mệt thật. Ánh Vân, mau đưa sở thần y đi nghỉ ngơi. Sở thần y, mời đi cùng tôi. Con xin lỗi ông nội, là do con vô dụng. Con đã không mời được Sở Phong đến chữa bệnh cho ông. Cái tên nhà quê đó căn bản là không biết một chút y thuật gì cả, chỉ giỏi làm mầu thôi nên mới không dám đến, sợ bại lộ đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta không cần phí công vô ích nữa. Nhưng mà em nghe nói viện trưởng Trần sắp về nước rồi. Ông ấy là bác sĩ hàng đầu trên thế giới đấy. Người muốn được ông ta khám bệnh cho phải xếp cả một hàng dài. Vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta nhanh chóng đi đi, tránh để bị người khác giành trước. Bà ơi, tụi con đi trước nhé. Tụi con đi ạ. Thu Nguyệt à, bây giờ Sở Phong cậu ấy vẫn còn tức giận. Nhà họ Đường chúng ta cần phải thể hiện đủ sự chân thành. Nếu không thì không thể lay động được Sở Phong đâu. Dạ, thưa ông nội, con lập tức đi tìm Sở Phong một lần nữa. Dù phải quỳ xuống xin lỗi, con cũng sẽ làm. Con sẽ cố gắng hết sức vì nhà họ Đường. Con nhất định sẽ mời anh ta đến đây. Sở Phong, một thằng nhà quê, Trần Ngọc Nhi, tiểu thư Trần gia ở Kinh Thành, mà cũng dám giành phụ nữ với Lý Trọng Lương tôi sao? Chán sống rồi sao? Còn Tiểu Ánh Vân đó nữa, giả vờ thanh cao trước mặt tôi. Tôi đến Thiên Châu 3 năm thì cũng theo đuổi cô ta 3 năm, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với tôi, nhưng trong nháy mắt lại đi yêu cái thằng quê mùa đó. Đúng vậy, nhà họ Lý là một gia tộc danh giá. Với thân phận của Lý thiếu gia anh nhìn chúng cô gái nhà nào ở Thiên Châu, chẳng phải họ đều sẽ ngoan ngoãn chạy đến trên giường anh sao? Chủ yếu là Tiểu Ánh Vân. Còn nói là muốn kết hôn với tên quê mùa này, chẳng mấy chốc nữa là sẽ đính hôn rồi. Gọi điện cho Tiểu Ánh Vân, bảo cô ta tối nay đến khách sạn Thiên Hà gặp tôi. Tôi muốn trực tiếp hỏi rõ ràng, rốt cuộc là cô ta có ý gì? Lý thiếu gia, người ta một mình hầu hạ anh vẫn chưa đủ hay sao ạ? Tại sao còn phải đi tìm cái cô không biết tốt xấu Tiểu Ánh Vân kia chứ? Em đó, không phải anh đã nói với em rồi sao? Cô gái nào càng khó theo đuổi thì anh càng muốn chinh phục. Có vẻ như muốn nâng cao sức mạnh lên cấp độ thần thánh một cách nhanh chóng, vẫn phải tìm một số ngọc bội cao cấp để giúp mình tu luyện mới được. Sở Phong, ông nội bảo tôi đem một ít trái cây đến cho anh. Sở Phong. Sở Phong. Không sao chứ? Đồ lưu manh. Để tôi xem anh có dám làm càn với tôi nữa hay không. Đúng là đi ăn cướp còn la làng. Đây rõ ràng là phòng của tôi, có được không hả? Anh, thôi đi. Tôi lười so đo với cô quá. À đúng rồi, ông đây hỏi cô, gần đây có chỗ nào bán ngọc bội cao cấp không?
Nếu như anh muốn mua ngọc bội, ngày mai tôi sẽ đưa anh đến mỏ đá Quý Thiên Ngọc để thử vận may. Ở đó thỉnh thoảng sẽ có ngọc bội cao cấp và bán đấu giá trực tiếp. Alo, chào cô Tiêu. Tần Minh Quân, anh tìm tôi làm gì? Đừng có mang thái độ thù địch như vậy chứ. Hôm nay tôi thay mặt Lý Thiếu Gia, Lý Trọng Luân mời cô đến một buổi hẹn. Anh nói với Lý Trọng Luân là tôi sẽ không đi đâu. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không có cảm giác gì với anh ta cả. Bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa. Tiểu Ánh Vân, cô đừng có quên, nhà họ Lý mặc dù không thuộc thành phố Thiên Châu, nhưng sức ảnh hưởng của Lý Gia và Quỷ Vương ở Hoa Quốc, cho dù nhà họ Tiêu các cô có Dự Vương giúp đỡ, thì việc phong tỏa con đường làm ăn của Tiêu Gia cũng là chuyện dễ như ăn cháo thôi. Lý Trọng Luân mặc dù đáng ghét, nhưng phía sau anh ta là Lý Gia ở Kinh Thành, thì cho dù có là Dự Vương, e là cũng khó lòng mà sánh kịp. Được, tôi đồng ý hẹn gặp. Tốt lắm. 8 giờ tối nay, tại khách sạn Thiên Hà. Không gặp không về. Trần Tiểu Thư, cô là Tiểu Thư Khuê Các của Kinh Thành, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở đây đợi là được rồi. Tôi muốn xem Tiêu Ánh Vân đó là thứ rác rưởi gì, lại có thể mê hoặc Lý Thiếu Gia mất hồn mất vía như vậy. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Châu, Tiêu Ánh Vân của Tiêu Gia đây sao? Cũng chỉ có như vậy thôi sao? Hình như chúng ta không quen nhau nhỉ? Đúng đó, bà chị à, chị là ai vậy? Người đã gọi cho chúng tôi. Hình như không phải là phụ nữ mà nhỉ? Anh gọi ai là bà chị hả? Ở đây ngoài chị ra, còn ai là bà chị chứ? Anh, Trần Tiểu Thư, đừng so đo với tên nhà quê này làm gì. Cậu ta chính là con rể mà Tiêu Thái Hùng đã lựa chọn kỹ lưỡng ở Yến Tiệc Long Môn, là hôn phu của cháu gái nhà họ Tiêu. Tần Minh Quân, đừng có nói bậy. Chúng tôi vẫn chưa. Anh nói không sai đâu. Ông đây chính là chồng chưa cưới của Tiêu Ánh Vân. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói cho cái tên Lý Trọng Luân gì gì đó biết, để sau này anh ta tránh xa Ánh Vân của tôi ra một chút. Tiêu Ánh Vân, Lý Thiếu Gia là đại thiếu gia của Lý Gia ở Kinh Thành, tương lai sẽ phải thừa kế nhà họ Lý, trở thành gia chủ nhà họ Lý. Còn cái tên này trông như một con chó hoang ở quê vậy. Cô thực sự sẽ lấy đá bỏ ngọc sao? Thật là có mắt như mù mà. Tiêu Ánh Vân, tôi muốn ở bên ai thì sẽ ở bên người đó, cô không quản nổi đâu. Không phải là tôi muốn quan tâm, nhưng tôi chỉ tiếc một bông hoa nhài như thế này lại cắm vào một bãi phân châu. Trần Tiểu Thư, chắc cô vẫn chưa biết, anh ta vài ngày trước còn mang theo hôn ước đến nhà họ Đường để cầu hôn đó. Cô đoán thử xem thế nào, bị người ta đuổi ra khỏi cửa rồi. Thật là một kẻ chỉ biết dựa vào người khác để sống, tôi khinh. Miệng của cô thật thối, ông đây không nhịn nổi nữa rồi. Anh vậy mà dám đánh tôi sao? Sao vậy? Hay là cô muốn tôi tặng cho bên mặt còn lại một cái nữa, cho nó đối xứng hả? Thằng nhóc to gan này, đến cả người của Lý Trọng Luân tôi đây mà cậu cũng dám đánh sao? Chán sống đúng không? Lý Thiếu Gia, cái tên quê mùa này, anh ta đánh em, anh nhất định phải lột ra anh ta xuống. Lý Thiếu Gia, anh ta chính là người kia của Tiêu Ánh Vân. Tiêu Ánh Vân chính là bởi vì anh ta mới từ chối anh đó. Tần Minh Quân, anh bớt đâm trọt lại đi. Tôi từ chối Lý Trọng Luân vốn là vì tôi không có tình cảm với anh ta, không liên quan đến Sở Phong. Tiêu Ánh Vân à, bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội, lập tức về bên cạnh tôi ngay. Nếu không thì hôm nay hai người ai cũng đừng hòng rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Anh không hiểu tiếng người hả? Ông đây đến đây để giải thích rõ ràng cho anh biết. Cô ấy nói cô ấy không thích anh, cô ấy muốn ở bên cạnh tôi, chứ không muốn ở cùng một chỗ với rác rưởi như anh. Cút xa ra một chút. Tôi nói nhiều lời như vậy khi nào nhỉ? Đồ nhà quê, cậu nghĩ cậu là cái quái gì vậy? Một tên nông thôn quê mùa như cậu lại ngạo mạn như vậy, còn dám tranh giành phụ nữ với tôi. Cô ta không nói cho cậu biết tôi là ai sao? Ông đây không quan tâm anh là ai, cho dù anh là ai thì cũng vậy thôi, cũng không thể ép cô ấy làm những việc cô ấy không muốn được. Nếu không thì ông đây sẽ láo sự. Cậu đây là đang thách thức giới hạn của Lý Thiếu Gia rồi. Dám thiếu tôn trọng với Lý Gia của Kinh Thành sao? Loại người ngu dốt thấp kém như này cần phải được dạy dỗ lại đàng hoàng, khiến anh ta nhớ mãi không quên. Cậu nhóc à, tôi cũng cho cậu một cơ hội. Bây giờ quỳ xuống và liếm giày tôi sạch sẽ, thì tôi sẽ giữ lại cặp chân chó này của cậu. Nếu không thì đừng trách tôi đánh gãy nó đấy. Lý Trọng Luân, anh đừng quá đáng. Sở Phong chính là khách quý của Dược Vương đại nhân, anh lại dám bắt anh ấy quỳ xuống. Anh là đang muốn bất kính với Dược Vương đại nhân sao? Dược Vương là cái thá gì chứ? Dù quyền lực ở phía Bắc của ông ta có thể trấn áp được các gia tộc, nhưng nếu ra khỏi phía Bắc thì ông ta không là gì trong mắt của Lý Gia cả. Hơn nữa, cô thật sự nghĩ rằng ngài ấy sẽ vì một tên quê mùa mà đụng vào Lý Gia chúng tôi sao? Không tin thì anh hãy thử đi. Có tin là Cố Thiên Hải
sẽ lấy cái mạng của anh không? Thằng nhãi, ở trước mặt người khác, cậu lấy Cố Thiên Hải ra làm chỗ dựa, có thể là có chút tác dụng. Nhưng trong mắt tôi, không có chút giá trị gì, thậm chí còn thấy nực cười. Cố Thiên Hải trước giờ chưa từng là chỗ dựa của ông đây, hơn nữa là ông đây có cần chỗ dựa nào cả. Lý thiếu gia, cái tên nhà quê này là một kẻ cứng mồm cứng miệng. Nếu như anh không cho hắn một bài học, thì hắn sẽ không biết nhận sai đâu. Đồ nhà quê, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn đến đây liếm giày cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy hai cái chân chó này của cậu. Sau đó sẽ bắt Tiêu Ánh Vân ngủ với tôi vài đêm, nếu không thì cậu và Tiêu gia đều sẽ xong đời. Lý Trọng Luân, Sở Phong có ơn với Tiêu gia chúng tôi, cho dù Tiêu gia có phá sản cũng sẽ không để cho anh bắt nạt anh ấy đâu. Xem ra anh muốn tôi chọn điều kiện đầu tiên rồi. Xem như cậu biết điều. Dù có kiêu ngạo đến đâu thì ở trước mặt Lý thiếu gia thì vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Phải để cho hắn biết không dễ đụng vào Lý gia đâu. Lý thiếu gia, sao lại nhiệt tình như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt đã liếm giày cho tôi rồi, nhưng giày của tôi cũng khá sạch. Thôi khỏi đi. Mày dám sỉ nhục tao? Cặn bã, tao tiễn mày đi. Lý Trọng Luân, rõ ràng là anh tự nằm xuống, mọi người đều nhìn thấy cả. Cô nói láo, không biết là tên tiểu tử này đã học công phu tà đạo ở nơi nào nữa. Lý thiếu gia, anh không được tha cho hắn. Được, mày đợi đó cho tao. Alo, Hoàng sư phụ, tôi cho anh 2 phút, lập tức đưa người đến khách sạn Thiên Hạ tìm tôi. Hoàng sư phụ sao? Lẽ nào là Hoàng Thiên Sơn, là Nam Quyền Vương bất khả chiến bại, người đã đánh bại 9 tỉnh Nam Bộ sao? Không sai. Bây giờ anh ta đã làm việc cho Lý gia chúng tôi rồi. Cậu đợi đó cho tôi. Lý thiếu gia, nếu như gọi Hoàng sư phụ đến đây, sợ là sẽ xảy ra án mạng mất. Xảy ra án mạng sao? Tôi gọi anh ta đến là để lấy cái mạng của tên khốn này đấy. Sở Phong, cái tên Nam Quyền Vương này tôi đã từng nghe ông nội kể, anh ta là một kẻ rất tàn nhẫn, cứ ra tay là lấy mạng người. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ chạy trước thôi, đừng tranh cãi với anh ta nữa. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Hôm nay không ai trong các người có thể chạy được đâu. Sở Phong, cậu đợi đó cho tôi. Còn có cô nữa, Tiểu Ánh Vân, cô đúng là đồ hạ tiện, lăng loàn. Tôi sẽ khiến Tiêu gia của cô biến mất khỏi Thiên Châu. Được, tôi đợi đây. Nhưng những lời hôm nay, anh đã xúc phạm vị hôn thê của tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi. Muốn tôi xin lỗi con đàn bà này sao? Cậu nằm mơ đi. Tôi sai rồi. Tiểu Ánh Vân, tôi không nên mắng cô, là do tôi đã sai, tôi đáng đời. Mau đứng dậy đi, tôi tha thứ cho anh. Đứng dậy đi. Tôi xem ai dám động đến Lý thiếu gia của Lý gia chúng tôi. Hoàng sư phụ, bây giờ anh hãy qua đó. Hoàng Thiên Sơn, tay sai của Lý gia, lấy cái mạng quèn của hắn đi. Sở Phong, Hoàng sư phụ đến rồi. Mấy cái trò vặt vãnh của cậu không cứu nổi cậu đâu. Hôm nay tôi muốn xem Hoàng sư phụ làm thế nào để lấy cái mạng quèn của cậu. Tiểu tử, tôi không lấy mạng những kẻ vô danh. Mau báo tên sư môn của cậu đi. Ông đây từ nhỏ đã lớn lên từ thôn Thanh Nghiêu, không theo một môn phái nào cả, chỉ có một số tuyệt chiêu đuổi chó mổ heo mà sư nương đã dạy thôi. Hóa ra là một tên vô danh tiểu tốt ở dưới quê mới lên, không đáng để tôi ra tay. Các cậu lên đi, lấy cái mạng của cậu ta cho tôi. Có ngon thì thử xem. Tôi lại muốn xem kẻ nào dám ra tay với Sở tiên sinh. Cố Thiên Hải, sao ông lại đến đây? Tình cờ tôi đang ở khách sạn này, nghe thuộc hạ báo cáo nói có người đang gây rắc rối cho ngài Sở và cô Tiêu, nên tôi đã lập tức đến đây. Chỉ với mấy tên vô danh tiểu tốt này còn không đụng nổi cọng lông của ông đây. Nếu tôi đã ở đây thì ngài Sở cứ giao cho tôi đi. Cố Thiên Hải, kẻ khác sợ ông, chứ tôi thì không sợ đâu. Tôi khuyên ông bớt lo chuyện bao đồng, đụng đến Lý gia không có ích gì cho ông đâu. Tuy thế lực của Lý gia rất lớn, nhưng mà Lý thiếu gia, cậu đừng có quên, ở đây là Thiên Châu. Chỉ cần một câu của Cố Thiên Hải tôi thôi, cho dù cậu là đại gia kinh thành hay là quý tộc Hoa Quốc, cũng không thể ra khỏi thành Thiên Châu đâu. Vậy là ông đã quyết tâm bảo vệ cái tên nhà quê này rồi. Đúng vậy, chỉ cần có Cố Thiên Hải tôi ở đây thì đừng kẻ nào mơ có thể đụng đến một ngón tay của ngài Sở. Cố Thiên Hải, ông nghĩ là ông có thể ngăn cản nổi tôi sao? Vậy thì thử mà xem. Nhưng cậu đừng có quên, phía sau tôi còn có hàng ngàn cao thủ của Long Môn đấy. Nếu như cậu muốn thử thì cho dù cậu đi đến đâu cũng sẽ có cảm giác bị cao thủ của Long Môn truy kích. Cậu hãy thử xem đi. Thế lực của Long Môn các người rất lớn, tôi thừa nhận là tạm thời không thể đấu với các người. Thiếu gia, nếu như bây giờ đối đầu trực diện với ông ta thì không có lợi cho chúng ta, chi bằng chúng ta nên rút lui sớm thì hơn.
Được. Tên nhà quê này đợi đó cho tôi. Tôi không tin cái tên Cố Thiên Hải này có thể bảo vệ cậu suốt 24 giờ. Chúng ta đi. Ông đây, lúc nào cũng nhanh đón. Ngài Sở, người này là đại thiếu gia của Lý gia ở Kinh Thành. Lý gia này cũng là một trong những gia tộc hàng đầu ở Hoa Quốc. Tôi biết. Vậy Lý gia này mà so sánh với Long Môn thì sao? Nếu như so sánh với Long Môn thì vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng mà gần đây có tin tức nói là Lý gia thường xuyên có cao thủ xuất hiện. Anh vẫn nên cẩn thận. Cao thủ sao? Võ công của hắn có lợi hại cỡ nào cũng không thể qua được ông đây. Ông đi làm việc của ông đi. Có việc thì tôi sẽ tìm ông. Thuộc hạ cáo lui. Chúng ta cũng về thôi. Đường Thu Nguyệt cố ý đến đây để xin lỗi Sở Thần Y. Là đường gia của tôi có mắt như mù. Mong Sở Thần Y có thể ra tay cứu ông nội của tôi. Đường Thu Nguyệt quỳ xuống. Xin lỗi anh như vậy, chắc là lần này đã thành tâm thành ý. Xin lỗi anh rồi, bây giờ đường gia các người mới biết nhận sai. Có phải là đã quá muộn rồi không? Đường gia chúng tôi cảm thấy rất có lỗi với Sở Thần Y. Nhưng tính mạng của ông tôi đang gặp nguy hiểm. Chỉ có Sở Thần Y mới có thể trị khỏi. Nếu như Sở Thần Y đồng ý ra tay giúp đỡ đường gia chúng tôi, đường gia sẽ lấy ra 80% tiền tiết kiệm tặng cho Sở Thần Y. Lúc đầu vì cứu ông nội tôi, không phải là Tiêu gia cũng đã dồn hết gia tài để tìm được một vị lương y sao? Mặc dù đường gia đã tự hôn trước, nhưng cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Huống hồ thân là thầy thuốc, nếu thấy vậy mà không cứu, không phải đã làm trái ý đức sao? Điều trị cho ông ta đã rồi tính. Cô đứng dậy đi đã. Bệnh của ông Đường tôi có thể trị khỏi. Cảm ơn Sở Thần Y. Thằng nhãi này, sao khó xử lý vậy? Lý thiếu gia, tên Sở Phong xỉ nhục anh như vậy, chúng ta cứ thế mà bỏ qua sao? Bỏ qua? Cứ như vậy mà bỏ qua, mặt mũi Lý Trọng Luân tôi để ở đâu chứ? Tôi nói cho cậu biết, cho dù là Sở Phong, Tiểu Ánh Vân hay là tên Cố Thiên Hải, tôi nhất định sẽ bắt họ phải trả giá. Nhưng mà thế lực của Long Môn này rất lớn, chúng ta không dễ động vào đâu. Long Môn, chỉ cần Lý gia tôi hợp tác được với thế lực thần bí kia, tôi đoán Long Môn đó nhất định sẽ không trở mặt với tôi. Vì tên nhãi đó đâu? Đúng vậy. Họ đâu là cái thá gì khi đứng trước Lý gia đầu cửa chứ? Chứ đừng nói tới tên Sở Phong vô danh đó. Chỉ cần Lý thiếu gia muốn bóp ngỏm cậu ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Sở Phong, cậu hại Tần gia tôi tan nát. Tần Minh Quân tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Ngày mai sàn đổ thạch thiên ngọc sẽ đấu giá báu vật của họ. Phỉ Thúy Long Thạch Trùng, tôi đã hứa với Hoàng Thiên Sơn mua miếng ngọc này tặng cho ông ta. Cậu đi với tôi. Đợi lúc mua được miếng ngọc này, Hoàng Thiên Sơn chắc chắn sẽ một lòng một dạ làm việc cho tôi. Nếu nói như vậy, cái mạng của Sở Phong sắp không giữ được nữa rồi. Với thế lực của Lý gia thì lấy một miếng ngọc là chuyện thường thôi. Chỉ cần Lý gia tôi coi là đáng giá thì một miếng ngọc đương nhiên không thành vấn đề rồi. Sở Phong, lần này cậu xong đời thật rồi. Sao lại là hai người các anh? Chẳng nhẽ hai người tuổi con địa hả? Tôi đi đâu hai người bám theo đó? Cậu đừng vớ vẩn nữa. Lý gia Kinh Thành là một thế gia siêu tầm nổi tiếng. Tôi theo Lý thiếu gia đến sàn đổ thạch này để xem thử có ngọc thạch nào vừa mắt không. Không phải là điều hiển nhiên sao? Nhưng tên nhà quê như cậu cũng đến sàn đổ thạch này. Điều này khiến người ta cười vỡ bụng. Tiểu Ánh Vân ơi là Tiểu Ánh Vân, xem ra cô bị cậu ta lừa nặng lắm rồi. Một tên nhà quê như vậy, sao cậu ta biết đổ thạch là gì chứ? Cậu ta chỉ biết xài tiền mà cô đưa cho cậu ta để thực hiện ước mơ trở thành người giàu mà thôi. Lý Trọng Luân, tôi muốn đưa tiền cho ai thì liên quan quái gì tới anh? Tôi đang quan tâm cô đấy. Tôi sợ cô bị cậu ta lừa tình lừa tiền, cô hiểu không? Cái đổ mắt chó xem thường người khác chỉ là đổ thạch thôi mà, ai mà không biết. Cậu ta nói mình biết đổ thạch kia. Đây chắc là câu buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy. Anh cười cái gì? Chỉ là xem bên trong cục đá này có ngọc hay không. Cái này có gì khó đâu. Được thôi, cậu nói mình biết đổ thạch đúng không? Vậy chúng ta cược một ván thử coi. Được thôi, chẳng lẽ ông đây sợ anh à? Cược như thế nào? Hai chúng ta mỗi người chọn một cục, sau đó cùng cắt ra. Ai cắt ra miếng ngọc có giá trị cao hơn thì người đó sẽ thắng. Nếu như cậu thắng tôi sẽ trả giá gấp 100 lần cho khối thạch mà cậu đã chọn. Cộng thêm điều kiện từ nay về sau, tôi sẽ không gặp Tiêu Ánh Vân nữa. Nếu là tôi thắng, tôi không chỉ đập gãy hai chân của cậu, mà cậu còn phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi ở trước mặt mọi người, sau đó sủa tiếng chó
Sở Phong, chúng ta đừng cược với anh ta. Lý Gia là một thế gia, Giám Định Ngọc nổi tiếng, anh ta giỏi nhất là đồ thật đấy, anh không thắng nổi đâu. Sở Thần Y, tôi nghe nói Lý Đại Thiếu Gia từ nhỏ đã làm bạn với Ngọc Thạch. Đồ Thạch dám bảo cậu ấy mặc dù không bằng các bậc thầy, nhưng cũng giỏi hơn người thường. Cho nên theo tôi, ngài nên nhẫn nhịn lần này đi. Yên tâm đi, các người chỉ cần đứng xem ông đây thể hiện bản lĩnh là được rồi. Rốt cuộc cậu có dám chơi không? Chơi, tôi chơi chứ. Tôi phải cho các người biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi thì còn có người giỏi hơn. Sở Phong, hay là chúng ta cũng mau đi tìm đi, nếu không qua một lúc nữa thì đá thu cao cấp sẽ bị bọn họ mua mất. Sở Thần Y, mặc dù tôi không phải chuyên gia đổ thạch gì, nhưng tôi vẫn có một sự hiểu biết nhất định về đá cẩm thạch. Hay là để tôi giúp cậu chọn? Không cần đâu, tôi sẽ tự mình chọn. Đi thôi, không biết tự lượng sức mà. Viên đá cẩm thạch trong mớ đá thô này tuy rằng chưa đạt đến trình độ có thể giúp mình tu luyện, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh dồi dào nhất trong số đá thô này rồi. Viên quý giá nhất chính là nó. Thiếu gia đây sẽ chọn nó. Sở Thần Y, không phải cậu đang đùa đấy chứ? Chỉ một đống đá vụn này thôi, cho dù là cắt hết số đá này, rất khó để có một viên cẩm thạch vị thúy giá trị cao gì đó, thì càng khỏi nói. Sở Phong, đây không phải là lúc đùa dẫn đâu. Anh đang nghiêm túc sao? Đúng vậy, thứ thiếu gia cần chính là nó. Ông Đường, thanh toán giúp tôi đi. 5.000 tệ cũng không có. Thứ nghèo nàn, đúng là một tên nhà quê, chưa trải sự đời mà. Có người chi tiền, cậu cũng không biết phải xài như thế nào, chỉ biết nhặt mớ đá vụn này thôi phải không? Thằng nhà quê, cho đồ thạch này ấy à? Cái loại tầng lớp hạ lưu như cậu không chạm nổi đâu. Tôi khuyên cậu tốt nhất mau nhận thua đi, đừng có ở đây lòe thiên hạ nữa. Tôi thấy nên nhận thua là các người mới phải, lát nữa đừng có không có tiền trả đấy. Tài sản của Lý gia tôi đâu chỉ hơn 100 tỷ, chỉ một viên đá vụn có đắt đến đâu tôi cũng mua được. Huống hồ gì, cậu nghĩ rằng thắng được tôi sao? Được, hãy nhớ những gì anh nói, đừng có ăn gian đấy. Ông Đường à, được, được thôi, đồ nghèo kiết xác. Thông Nguyệt, không được hỗn láo. Ông chủ Đường, cậu ta chính là cái đồ nhà quê. Tại sao ông lại nghe lời cậu ta như vậy? Tần thiếu gia, Sở Thần Y đã trị hết bệnh cho tôi, tôi chỉ chút tiền vì Sở Thần Y thì có đáng là gì đâu chứ. Cậu cầm mớ đá vụn này, cậu vui mừng cái gì chứ? Đồ nhà quê thiếu hiểu biết, lát nữa đợi cậu thua rồi, bổn thiếu gia bắt cậu phải bó qua háng của bổn thiếu gia đây. Lời đề nghị này của anh cũng không tệ, đợi lát nữa tôi thắng rồi, tôi cũng muốn hai người các anh chui qua háng của bổn thiếu gia đây. Cứ đợi đấy. Còn tôi thì cũng không cần phải lấy viên đá quá giá trị để so sánh với cậu làm gì. Tôi sẽ lấy viên đá này trị giá 500.000 để cược với cậu một trận. Người đâu, cắt đá. Xin hỏi hai vị sẽ cắt viên đá thô nào trước ạ? Cắt viên nào trước? Tất nhiên là cắt của tôi trước rồi. Viên đá thô của cậu ta không có gì đáng xem cả. Nếu như cắt của cậu ta trước, vậy thì trực tiếp tuyên bố tôi thắng cho rồi, không có gì thú vị nữa, đúng không? Thắng thua còn chưa rõ, không biết anh đang đắc ý cái gì vậy chứ. Thôi bỏ đi, dù sao thì kết quả cũng giống nhau thôi. Cắt của anh ta trước đi, để anh ta vui mừng thêm lát nữa. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu mở mang hiểu biết, có những thứ loại nghèo hèn như cậu không chạm được đâu. Chạm rồi thì phải trả giá. Thứ nhất chính là đổ thạch, thứ hai chính là Tiểu Ánh Vân. Đá thô mà Lý thiếu gia đã mua đã cắt ra loại pha lê phỉ thúy màu ngọc bích trị giá 500.000. Cái gì? Vậy mà hơn gấp 10 lần. 500.000. Sở Phong, anh thật sự có lòng tin với viên đá thô này sao? Yên tâm đi, cả sàn đồ thạch này không có viên đá thô nào bằng viên đá tôi đang cầm đâu. Cậu sắp coi đời tới nơi rồi mà cậu vẫn còn cứng miệng như vậy, không nghe thấy sao? Đá thô của Lý thiếu gia cắt ra ngọc phỉ thúy trị giá 500.000 lận đấy. Viên đá thô trong tay cậu có thể cắt ra ngọc được trị giá 500 thôi, cũng coi như tổ tiên cậu đã tích đức rồi. Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Mau quỳ xuống xin lỗi nhận thua, thì tôi sẽ tha cho cậu. Thêm nữa, từ nay về sau không được gặp Tiêu Ánh Vân nữa.
Tôi sẽ giữ lại đôi chân này của cậu để cậu còn đi ra đường ăn cơm nữa. Sở thần y, tôi thấy hay là bỏ đi. Có thể cắt ra, đá cẩm thạch trị giá 5 triệu. Đó là chuyện cực kỳ hiếm thấy rồi. Huống chi với mấy viên đá vụn này của cậu, hình dạng lại kém như vậy. Tôi thấy không cần phải tranh cãi nhiều thế đâu. Hay cậu cứ cúi đầu nhận lỗi với Lý thiếu gia đi. Không phải vậy là xong rồi sao? Tôi xin lỗi anh ta. Đúng là nực cười. Hôm qua anh ta còn quỳ xuống liếm giày cho tôi đây. Ông nội, do anh ta tự chuốc lấy, ông cứ mặc kệ anh ta đi. Này nhóc, cậu đừng có đắc ý. Hôm nay, tôi sẽ tính món nợ cả cũ lẫn mới với cậu. Cậu đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đợi một lát, viên đá vụn này của cậu cắt ra rồi. Thì đó chính là ngày tàn của cậu. Tiểu Ánh Vân, một lát nữa tôi sẽ khiến cô hiểu ra. Lựa chọn tên rác rưởi này, đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cô. Ông nội à, con thấy chúng ta nên tránh xa một chút, đừng bị anh ta làm liên lụy theo. Được, vụ cá cược của chúng ta còn chưa kết thúc. Cắt đá. Còn có thể cắt ra loại đá gì được chứ? Tôi không tin cậu ta có thể cắt ra loại đá gì tốt hơn Lý thiếu gia. Viên đá vụn này của anh Sở Phong. À không, đá thô được cắt ra thành đế vương lục. Gì chứ? Sàn đồ thạch thiên ngọc đã rất lâu rồi chưa cắt ra được loại đế vương lục cực phẩm như vậy. Lẽ nào Sở Phong thật sự hiểu đồ thạch sao? Không thể nào. Cái thằng nhà quê này sao có thể hiểu đồ thạch chứ? Không thể nào. Nhất định là cậu ta đã làm giả rồi. Xin hỏi đế vương lục này có giá trị như thế nào? Phỉ thúy đế vương lục này là cực phẩm đấy. Ước tính khoảng 50 triệu. 50 triệu. Lý thiếu gia, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải cái tên nhà quê này thắng rồi sao? Sở Phong, chúng ta thắng rồi. Không phải thiếu gia đây đã sớm nói rồi sao? Chúng tôi nhất định sẽ thắng mà. Công tử Bột, còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ? Không thể nào. Nhất định là cậu làm giả nó. Hoặc là thông đồng với bọn họ. Sao hả? Muốn nuốt lời à? Lý Trọng Luân, Lý gia anh cũng là một gia tộc hạng nhất của kinh thành. Ngay cả một vụ cá cược nhỏ cũng không dám nhận sao? Ai nói tôi không dám nhận chứ? 5 tỷ, Lý gia tôi còn không xem ra gì. Lấy ra đây, lấy cái gì chứ? Thì tiền đó. 5 tỷ, lấy ra đây. Hóa ra Lý đại thiếu gia cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Cũng giống như mấy tên dân đen mà anh hay chửi vậy. Cậu đừng có mà đắc ý. Tiền ở trong này cả. Nhóc à, đừng đắc ý. Tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không yên thân. Tôi chống mắt lên xem đây. Xin chào các vị khách thân yêu. Sàn đồ thạch thiên ngọc của tôi sẽ đặc biệt giới thiệu cho mọi người một miếng ngọc phỉ thúy chất lượng cao để mọi người đấu giá. Bây giờ mới là đi vào chủ đề chính. Sở Phong, xem ra Lý thiếu gia rất có thể là đến đây vì viên ngọc phỉ thúy này. Đừng lo lắng, đã có Đường lão gia ở đây. Ông ta đã nói là cho dù có tán gia bại sản cũng sẽ trả ơn tôi. Tất nhiên rồi. Lý thiếu gia, họ chạy đến đây tham gia bữa tiệc, lẽ nào cũng là vì phỉ thúy long thạch trùng mà đến sao? Bây giờ bắt đầu đấu giá. Đây là báu vật của sàn đồ thạch thiên ngọc chúng tôi. Phỉ thúy long thạch trùng. Phỉ thúy long thạch trùng này mặc dù được đánh giá cao, nhưng không ai biết được tại sao nó lại có giá trị cao như vậy. Nói không chừng chính là do sàn đồ thạch thiên ngọc tự thổi phồng lên. Bán giá đó có mắc quá không? Lý thiếu gia, có vẻ như cũng không có nhiều người có hứng thú với phỉ thúy long thạch trùng lắm. Nếu không phải tôi đã đồng ý với Hoàng Thiên Sơn sẽ mua cho hắn miếng ngọc nát này, thì tôi không thèm đến đây đâu. Tôi muốn tìm linh thạch. Chính là nó. Thật sao Sở Phong? Vậy thì quá tốt rồi. Nghĩa là chúng ta không đến đây vô ích, cũng có thu hoạch. Sở thiếu gia, cậu thật sự muốn có long thạch trùng này ư? Đúng vậy. Ông đây đã quyết định chọn miếng ngọc này rồi. Phỉ thúy long thạch trùng ở sàn đồ thạch này chính là báu vật quý giá, giá trị rất cao. Chúng tôi cũng phải nén đau để lấy nó đấu giá. Ai ra giá cao nhất sẽ có được nó. Giá khởi điểm là 500 triệu. Không ngờ phỉ thúy long thạch trùng này giá khởi điểm lại thấp như vậy. Vậy thì tôi cũng chơi cùng. 600 triệu, xem ra cũng không có mấy ai đấu giá hòn ngọc phỉ thúy này. Có lẽ còn có thể mua được với giá hơi 700 triệu. 1 tỷ.
Lý thiếu gia quả thật đã vừa mắt vì Thúy Long thạch chủng này rồi, vừa ra giá đã hơn 1 tỷ. Chắc là tổng tài sản hiện tại của Đường gia tôi cũng không quá 10 tỷ. Vốn dĩ không có tư cách để tham gia buổi đấu giá này. 2 tỷ. 2 tỷ sao? Sở Phong, anh điên rồi. Tuy rằng anh vừa nhận được 5 tỷ từ Lý thiếu gia, nhưng anh lại chi 2 tỷ cho miếng ngọc nát này, thật là quá hồ đồ. Nhóc à, cậu muốn so độ giàu với tôi à? Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu xem tài lực của Lý gia tôi rốt cuộc mạnh đến mức nào. 3 tỷ. 3 tỷ. Thấy chưa, tôi không phải là người duy nhất hồ đồ. Chuyện này. 5 tỷ. Thằng nhà quê này chán sống rồi à? Cậu dám lấy tiền của Lý thiếu gia để chống lại Lý thiếu gia sao? Ai bảo tên này giành đồ với ông đây? Tôi rất vừa ý hòn ngọc này. Đồ rác rưởi, mày giàu có lắm phải không? Được. Hôm nay anh đây sẽ chơi cùng cậu tới cùng, để tôi xem Đường gia có thể lấy bao nhiêu tiền ra cho cậu chơi. 10 tỷ. 10 tỷ. Nếu Lý thiếu gia đã ra giá 10 tỷ mua hòn ngọc này, xem ra là thật sự muốn tranh chấp với Sở Thần Y rồi. Ông nội, không lẽ Sở Phong thật sự muốn Đường gia chúng ta đưa ra 10 tỷ sao? Vậy thì chúng ta sẽ đắc tội với Lý gia mất. Cứ bình tĩnh theo dõi đã. Sao hả, đồ quê mùa, cậu vẫn muốn đọ sức với tôi à? Cho dù là Tiêu gia cũng sẽ không chi nhiều tiền như thế cho cái tên rác rưởi như cậu đâu. Hắn vốn là cái đồ cố rách áo ôm mà. Nếu không phải Tiêu gia thu nhận và giúp đỡ hắn thì chắc là ngay cả cơm hắn cũng không có để ăn. Hôm nay ông đây không cần dùng một xu nào của Tiêu gia cũng có thể lấy được viên phỉ thúy long thạch chủng này. 15 tỷ. Sao cơ? 15 tỷ. Lý thiếu gia, chúng ta vẫn phải tăng giá thêm nữa sao? Đầu óc cậu sao vậy? 15 tỷ. Lý gia của tôi lấy số tiền đó mời cao thủ gì mà không được chứ? Chỉ vì một Hoàng Thiên Sơn mà chi 15 tỷ sao? Thằng nhóc này mở miệng ra là 15 tỷ, cậu ta đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Chắc chắn là giả. Đúng đó, chúng tôi yêu cầu cậu ta xác minh tài chính tại chỗ, nếu như không đủ tiền thì đừng hòng rời khỏi sàn đồ thạch thiên ngọc này. Sở Phong, bây giờ tôi sẽ gọi cho ông nội bảo ông nội chuyển tiền cho tôi. Không cần đâu, ông đây tự có cách của mình. Tên họ Sở kia, cậu biết hết giá quá nhỉ? Mở miệng ra là kêu 15 tỷ. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Cậu ta chẳng qua chỉ là một thằng nhà quê mới đến Thiên Châu vài ngày thôi, sao mà kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Cậu chắc không phải lại muốn ăn vám nữa chứ? Ngửa tay xin tiền của Tiêu gia. Ông này tự có tiền của mình, không cần phải xin của Tiêu gia. Được, lời này là do cậu nói đó. Người chủ trì, tôi cho anh biết, người này chỉ là một tên quê mùa. Ngoài 5 tỷ mà cậu ta mới thắng được từ tay Lý thiếu gia thì căn bản cậu ta không có một xu dính túi. Tôi yêu cầu bên tổ chức xác minh tài sản. Cậu Sở này, nếu như đối phương đã nghi ngờ nguồn tài chính của cậu, để thể hiện sự công bằng và khách quan của ban tổ chức, tôi hy vọng cậu có thể chứng minh về tình hình tài chính hiện tại của mình. Sở Phong à, yên tâm đi, thứ ông đây có chính là tiền. Ông nội ơi, với tình hình tài chính của Đường gia chúng ta, nếu như rút ra 10 tỷ thì tài sản cũng không còn lại bao nhiêu cả. Sao vậy, không lấy ra được sao? Nếu như cậu không thể lấy ra được thì cứ ngoan ngoãn thừa nhận là cậu đến đây để gây rối, sau đó thì để mọi người giám sát cậu chấp hành hình phạt. Cậu Sở, nếu như cậu không đưa ra được minh chứng, đó chính là làm gián đoạn trật tự buổi đấu giá bình thường ở sàn đồ thạch thiên ngọc, chúng tôi sẽ không để cậu dễ dàng rời khỏi đây. Đồ nhà quê à, nếu bây giờ cậu bỏ ra 5 tỷ và nhận lỗi với Lý thiếu gia, Lý thiếu gia có thể đảm bảo sẽ tha cho cái mạng chó của cậu. Anh lại xem thường người khác quá rồi, tôi có thể ra giá thì đương nhiên cũng có thể chi tiền rồi. Đồ nhà quê, nếu cậu không dựa vào Tiêu gia mà lấy ra được 15 tỷ này, vậy thì tôi sẽ không ra giá thêm nữa. Viên phỉ thúy long thạch chủng này cậu có thể đem đi. Đã đến lúc ông Đường phải góp chút sức rồi. Ông Đường à, đến lúc ông nên thể hiện rồi đó. Sở Phong à, anh đã cứu ông nội tôi, chúng tôi đồng ý sẽ cho anh 80% tài sản để báo đáp. Nhưng với tài sản hiện tại của nhà họ Đường chúng tôi cũng không đủ để bù vào lỗ trống 10 tỷ của anh đâu. Đường gia quả nhiên vẫn là đồ vong ân bội nghĩa. Theo tôi biết thì tất cả tài sản nhà họ Đường của ông cộng lại cũng không đủ 10 tỷ. Nếu như ông trả cho tên nhóc này 10 tỷ, Đường gia của ông sẽ phá sản đó. Đường gia chủ, nếu bây giờ ông trả tiền cho tên nhà quê này,
thì chính là đang đối đầu với Lý thiếu gia rồi. Sở Phong à, thứ lỗi Đường gia chúng tôi, lực bất tổng tâm. Tôi đã sớm biết Đường gia mấy người không đáng tin cậy mà, may mà ông đây đã tự chuẩn bị sẵn. Nào, quẹt thẻ. Sở Phong, anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc đến vậy? Sư nương của tôi đã dạy tôi, của cải không nên để lộ ra ngoài, tránh để người khác tư tưởng. May là sở thần y có thể giải quyết được. Nếu như là do Đường gia từ chối thanh toán chi phí đấu giá cho họ mới khiến họ thất bại, thì mình thật sự khó tránh bị chỉ trích mà. Đừng tưởng rằng cậu lấy một thẻ hỏng thì cậu có thể kiêu ngạo nhé. Nếu trong thẻ không có tiền thì coi như cậu xong đời. Cái này, đây là thẻ Thiên Long sao? Lý thiếu gia, thẻ Thiên Long là cái gì vậy? Đây là thẻ độc quyền, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trưởng phòng thương mại Hoa Quốc. Cả nước chỉ có một cái này thôi. Tôi cũng chỉ mới nhìn thấy nó trên ảnh của ba tôi thôi. Chuyện này có thật không? Không ngờ là tấm thẻ này lại lợi hại như vậy. Chẳng lẽ nào Tam Sư Nương có một chân trong tổng phòng gì đó sao? Tất nhiên rồi, không thể nào. Một tấm thẻ cao quý như vậy, làm sao mà có thể để một tên nhà quê như cậu sở hữu được chứ? Tấm thẻ của cậu chắc chắn là giả. Hay lắm. Nói không sai. Cái loại như cậu làm sao có thể có quan hệ gì với trưởng phòng chứ? Tấm thẻ này của cậu ta chắc chắn là giả. Là thật hay giả, kiểm tra thì biết thôi. Đây này. Ông nội, ông nói xem tấm thẻ này của Sở Phong là thật hay là giả. Ông cũng không biết. Nhưng nếu như thật sự không thể thanh toán, vậy thì Đường gia chúng ta cũng không thể ngồi yên. Nhưng ông nội ơi, ông đã quyết định rồi. Thanh toán thất bại. Thật sự là thanh toán thất bại này. Tôi biết ngay anh ta chỉ đang phô trương thanh thế mà. Tôi đã nói thẻ này nhất định là giả mà. Tôi nói cho cô biết, thằng quê này, cậu ta giỏi nhất là lừa đảo. Họ Sở này, chuyện đã bày ra trước mắt rồi. Cậu còn có điều gì khác muốn giải thích với mọi người không? Tam sư nương thật không đáng tin cậy mà. Chuyện này khiến con gặp rắc rối lớn rồi. Cậu Sở, cậu còn cách nào khác chứng minh được mình có thể chi trả 15 tỷ hay không? Ở đây có 5 tỷ, lấy đi quẹt trước đi. Thanh toán thành công. Cậu Sở, vẫn còn 10 tỷ nữa. Không biết cậu định thanh toán như thế nào. Đồ nhà quê, nếu như lát nữa mà cậu vẫn không lấy ra được 10 tỷ này, đến lúc đó đừng nói là chỉ không thể rời khỏi sàn đồ Thạch Thiên Ngọc này, mà ngay cả Lý thiếu gia cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đường gia mình đã bạc tình bạc nghĩa, hủy bỏ hôn ước, bây giờ Sở Phong không thèm chấp chuyện cũ, đưa mình từ quỷ môn quan trở về. Nếu mình lại phụ lòng cậu ấy lần nữa, há chẳng phải không xứng làm người sao? Thằng nhà quê, đôi chân này của cậu coi như xong đời rồi. Anh còn chờ gì nữa hả? Người đâu? Bắt cái tên Sở Phong này lại. Vâng. Vâng ạ. Khoan đã. Đường gia tôi sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản của mình trả 10 tỷ còn lại cho Sở Thần Y. Đường gia chúng ta sẽ đi về đâu chứ? Ông Đường, coi như ông còn có chút lương tâm đó. Sở Thần Y, nếu như tôi đã đồng ý với cậu rồi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đường Vạn Sơn, ông thật là to gan. Ông đây là ngang nhiên đối đầu với Lý thiếu gia. Ông muốn khiến Đường gia của ông bị phá sản sao? Tôi không phải muốn đối đầu với Lý thiếu gia, chỉ là đã hứa với người ta rồi thì phải giữ lời thôi. Và lại, sau khi Đường gia chúng tôi trả xong 10 tỷ này cho Sở Thần Y, cũng coi như phá sản rồi. E là Lý thiếu gia có muốn nhắm vào Đường gia chúng tôi đi nữa cũng không gốc mà thôi. Đường Vạn Sơn, ông lực lắm. Lý thiếu gia, bây giờ nên làm gì đây? Phỉ Thúy Long Thạch chủng này có lấy được hay không? Với tôi mà nói thì nó không quan trọng lắm, nhưng thằng nhóc Sở Phong này, hôm nay tôi phải nhanh chóng trừ khử nó. Lý thiếu gia nói đúng lắm. Cái tên Sở Phong này không chỉ cướp phụ nữ của anh, mà còn khiến anh bẻ mặt hết lần này đến lần khác, đã vậy còn vô cùng ngạo mạn. Người đâu? Dừng lại. Ân oán bên ngoài thì ra ngoài giải quyết. Vào sàn đổ thạch Thiên Ngọc của tôi, một là đổ thạch, hai là đấu giá. Còn nếu có ai muốn gây sự, sàn đổ thạch Thiên Ngọc của tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Không nương tay sao? Anh hay lắm. Anh được lắm. Còn có mấy người các người nữa, chờ đó cho tôi. Chúng ta đi. Cậu Sở à, Phỉ Thúy Long Thạch chủng của cậu đây, và cả thẻ đen của cậu nữa,
Có được phỉ thúy long thạch chủng này rồi, võ công của mình nhất định sẽ có thể nhanh chóng đạt tới cấp thần. Sau đó thì có thể gặp lại sư nương rồi. Ông Đường à, ông đây rất hài lòng với biểu hiện của ông ngày hôm nay. Sở thần y à, cậu nói vậy là không đúng rồi. Đây đều là việc tôi nên làm. Họ Sở kia, bây giờ Đường ra chúng tôi không nợ gì anh nữa. Thu Nguyệt à, Sở thần y à, Thu Nguyệt không hiểu chuyện, cậu đừng để bụng nhé. Sở thần y à, Đường ra chúng tôi vì để cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng, nên tổ chức bữa tiệc nhỏ, kính mời Sở thần y đến thưởng thức nhé. Alo, thằng nhóc danh con, đi mấy ngày rồi mà chẳng gọi điện cho các sư nương gì cả. Thật đúng là cưới vợ rồi thì không thèm nhớ sư nương nữa à. Tam sư nương à, con, bây giờ con không cần phải nói gì cả. Ta quyết định giao tổng phòng thương mại Hoa Quốc cho con quản lý. Hai ngày nữa sẽ tiến hành bàn giao ở yến tiệc Tứ Hải, tổ chức tại khách sạn Thịnh Kinh. Tổng phòng thương mại Hoa Quốc so với thánh chủ Long Môn thì cái nào lợi hại hơn ạ? Tổng phòng thương mại Hoa Quốc khác Long Môn, nó phụ trách quản lý huyết mạch kinh tế của cả Hoa Quốc, tỷ trọng thương mại hàng năm của phòng thương mại trên toàn quốc tất cả đều do nó phân phối. Con nói xem có uy phong hay không? Nghe có vẻ hay đó. Mang theo thẻ đen ta đưa cho con, ta sẽ sắp xếp người tiếp đón con. Thằng nhóc con đừng có đến muộn đó. Dạ. Sở Phong à, xảy ra chuyện gì sao? Tôi có việc phải đi kinh thành một chuyến. Ông Đường à, bữa tiệc nhà ông giữ lại đến khi tôi trở về rồi nói sau. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đền đáp ơn nghĩa này của ông. Đi. Còn nói muốn trả ân tình mà đã phủi mông bỏ đi rồi. Đi.